Rồi, xin cảm ơn tất cả anh chị. Và, à, thức biết rằng là ở trong đây thì đa số các anh chị đang à, đang kinh doanh về sản phẩm về à, nội thất, đúng không ạ? Còn một vài các anh chị là à, cũng à, có thể là đang à, kinh doanh cái sản phẩm khác. À, nhưng mà à, nếu mà các anh chị đang à, kinh doanh về sản phẩm khác thì các anh chị có thể là là học được những cái cách làm tương tự như vậy để chúng ta áp dụng vào cái à, cái cái sản phẩm của mình. Rồi. À đây, để thức cả uh, xe lại cái màn hình. Rồi, ok các anh chị. Và đầu tiên thì uh, bao nhiêu uh, bao nhiêu trong anh chị là uh, đang làm về nội thất ạ? À? Anh chị comment. Anh chị uh, comment xuống được không ạ? À uh, anh chị nào đang làm về sản phẩm và nội thất Đó, về nội thất hoặc là về đồ gỗ đi Thì các anh chị comment xuống để thức xem là cái tỷ lệ của chúng ta à, đang à, có nhiều không Các anh chị nào đang làm chuyên về nội thất Rồi, ok, anh Điệp này ở đây biết được anh điệp chị giang này và anh công này từ nãy giờ tại bạn là bạn, bạn hoài đó mình chuyên về bàn ghế ok anh chị em đang làm đang làm cụ thể về sản phẩm gì các anh chị có thể comment xuống được không ạ bên quản lý nhà hàng ok đó, sau buổi ngày hôm nay đi bán nội thất luôn này <laughs> anh đẹp thiết kế nội thất ok rồi ok các anh chị vậy thì không biết là bao nhiêu các anh chị là trước khi vào zoom của chúng ta ngày hôm nay thì đã biết trước thức ạ có anh chị nào À, trước khi vào cái Zoom này mà chưa biết thức không ạ? Có anh chị nào trước khi vào Zoom ngày hôm nay thì chưa biết thức không? Hôm nay thì chúng ta đang có 17 à 17 các anh chị đang tham gia khóa học của chúng ta, rất là tuyệt vời. Đó. Hôm nay là thức chọn một chủ đề rất là cũng rất là ngách nhưng mà thức cũng cảm thấy là các anh chị cũng đang rất là nhiều người nhiều anh chị vào đây để chúng ta học hỏi. Rồi và cũng có rồi ok trước khi vào cái buổi học ngày hôm nay thì cũng có một vài cái cái lưu ý là như sau ạ à, một vài cái lưu ý để chúng ta để cho cho chúng ta cái bởi vì chúng ta sẽ có hai ngày học mà anh chị chúng ta sẽ có ngày hai ngày học vậy thì để mà chúng cho chúng ta có được những cái những cái bài học tốt nhất và kết quả cao nhất trong buổi học trong cái khóa học của của chúng ta ấy. thì đầu tiên thì thức trong trong cái buổi học thì chúng ta có thể là thứ nhất là chúng ta có thể là chúng ta tắt tắt mic này tắt mic được không ạ? đó chúng ta tắt mic chúng ta chủ động tắt mic để à, chúng ta không bị ảnh hưởng à, trong à, suốt cái cuộc họp à, trong cái cái buổi học của mình đó thì à, à, thứ hai là các anh chị có thể là tắt cam nếu mà nếu như chúng ta có được cái, cái sự tập trung nhất đó thì chúng ta có thể tắt cam cũng được rồi chúng ta tắt cam. Chỉ cần nhìn thấy cái màn hình của thức thôi. Tắt cam. Đó, để cho chúng ta chúng ta có thể tránh tránh chúng ta nhìn thấy nhau lại camera. Đó, thì lát nữa thì mình đi vào cái cái buổi học chính ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể tắt cam, tắt mic để chúng ta tập trung vào cái cái của cái bài học chúng ta sẽ được tốt hơn. Thứ hai là chúng ta sẽ có một cái tư duy ở đây đó chính là cái cái sự tham gia 100% đấy anh chị ạ. À, tham gia 100% ở đây thì à, đang có 17 các anh chị. Vậy thì rất là à, tất nhiên là ở đây thì à, khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó thì à, cái để mà chúng ta à, nhận được nhiều giá trị nhất nhận được nhiều giá trị nhất thì ở đây chúng ta à, cần phải tham gia 100% đó tham gia 100%. Vậy thì à, tất cả những kiến thức mà à, tuyệt vời nhất thì thức cũng sẽ dành cho những anh chị em để nào ở đại đến cuối cùng. Đó. Đấy, cho nên là à, thức rất là mong chúng ta đã à, dành thời gian tham gia với nhau rồi thì chúng ta sẽ đi với nhau là 100%. Đó, hôm nay là 17 các anh chị, hiện tại bây giờ đang là 17 các anh chị. Thì rất là hy vọng là ngày đến ngày mai À, sau khi kết thúc thì chúng ta vẫn à, vẫn là hai mười à, các anh chị đang cùng tham gia đó tham gia 100% phần và à, tích cực chúng ta ghi ghi chép đó. bởi vì là bởi vì là nếu mà chúng ta không ghi chép thì chúng ta cũng sẽ rất là dễ quên đó còn lại nếu mà anh chị à, trong số các anh chị em nào ở đây thì à, à, chúng ta cũng xác định rằng là mình mình à, À, vào đây chỉ để à, um, chơi thôi thì à, thức cũng khuyên là các anh chị cũng cũng nên à, là thoát ra trước đó để à, nếu các anh chị à, thực sự các anh chị muốn học hỏi thì chúng ta sẽ tham gia 100% đó, còn lại thì à, nếu mà anh chị thực sự là chưa mong muốn là anh chị học ở đây hoặc là vào đây xem là ông thức cũng nói cái gì thì tốt nhất là các anh chị cũng nên ra ngoài để à, chúng ta ở đây có được những cái buổi học chất lượng nhất Ok không anh chị? Anh chị comment đi ạ. Ok không ạ? Anh chị comment nếu mà anh chị ok thì anh chị comment ok đi ạ. Được rồi ok các anh chị. Vâng. Và, và à, sau đây thì à, à, trước khi đi vào cái buổi học chính ngày hôm nay thì à, à, ở đây cũng có một vài các anh chị cũng chưa từng biết đến Thức đúng không ạ? Một vài các anh chị ở đây là Thức cũng cũng chưa biết đến và chắc chắn là một số anh chị cũng chưa biết đến Thức. Vậy thì à, cũng dành một vài giây à, một một vài một vài giây để xin giới thiệu với các anh chị à, tên đầy đủ của à, của Thức là Vũ Ngọc Thức và hiện nay đang là giám đốc của công ty marketing Bwatch. Ở đây thì cũng có một vài các anh chị cũng đã biết đến thức thông qua BNI đúng không ạ? Thông qua BNI. Và ở đây thì Facebook của thức là Vũ Ngọc Thức thì các anh chị nếu anh chị chưa kết bạn với thức thì anh chị có thể kết bạn với thức là cái Facebook là Vũ Ngọc Thức. Đó, trên đây là một số những cái website cũng như là một và vài cái thông tin cá nhân về số điện thoại đó thì các anh chị có thể là À, giao lưu. Đó thì à, ở đây thì một vài các anh chị cũng đã biết à, biết thức à, ví dụ như ở đây chị Giang, ví dụ như chị Giang thì chị Giang thì năm 2018 đúng không ạ? Năm 2018 thì thức có mời thầy Nguyễn Hữu Lam về về Bắc Ninh để có một cái một cái buổi một cái khóa học khóa học đầu tiên là khóa học miễn phí thì À, có hơn hơn năm hơn 600 hơn 600 người đã tham gia và thức cũng mời thầy về đây để tổ chức một cái buổi học rất là tuyệt vời và sau đó thì ở đây cũng có chị Giang cũng đi học khóa chuyên sâu của thầy Lam đó thì ngoài ra thì thầy thức cũng đi học rất là nhiều những chuyên gia về về marketing cũng như là về bán hàng và rất nhiều những cái khóa học khác nhau đó và đây đây là ví dụ như thầy phạm thành long này đấy thầy lê thẩm dương hoặc là ở đây là là thầy peng jun đó peng jun là một trong những cái cái chuyên gia về internet marketing có thể nói là số 1 tại tại châu á đó thì thức cũng được học trực tiếp nói ngoài ra thì thức được học rất nhiều những cái người thầy khác nhau về marketing về phát triển bản thân về bán hàng đó thì À, cái này thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu nhau về sau đi à, Và chúng ta cũng sẽ đi vào cái buổi học chính của em nay ạ Đó Rồi các anh chị comment sẵn sàng đi ạ Để chúng ta đi vào cái buổi học chính của em nay Và thức tất là mong muốn là cho chúng ta là Khi mà chúng ta à, Khi mà chúng ta có được những kết quả cao nhất Ở đây thì có một cái tư duy này À, chúng ta phải luôn luôn là powerful powerful ở đây có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn tràn đầy năng lượng đúng không ạ học chúng ta cũng phải năng lượng học chúng ta cũng phải cần tương tác với nhau học chúng ta cũng cần phải à, có được cái sự kết nối cho à, nên là chúng ta học chúng ta cũng phải vui phải powerful thì chúng ta mới có kết quả được. Đúng không ạ. Trong làm việc cũng thế. Trong. Uh, trong cuộc sống cũng vậy. Luôn luôn phải là. Powerful. Đó. Cho nên là trước khi. Vào cái buổi học của ngày hôm nay. Cho nên là tại sao thức luôn luôn. Uh, bảo các anh chị là chúng ta hãy comment. Đúng không ạ. Chúng ta hãy comment. Chúng ta hãy. Uh, làm một cái điều gì đó. Để chúng ta có được một cái sự tương tác. Đúng không ạ. Có sự tương tác. Vậy thì. Uh, khi mà thức rất là mong muốn là à, ví dụ các anh chị có thể là comment xuống này chúng ta có thể là đưa ra những ý kiến này đúng không ạ để cho chúng ta có được những cái cái à, những cái cái tương tác với nhau và như vậy thì các anh chị bao phun với à, với cái buổi học của ngày hôm nay thì thức hứa và thức cũng cam kết với anh chị là thức cũng sẽ bao phun với các anh chị đúng không ạ đó rồi ok và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vậy thì ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào cái cái đầu tiên ạ à. anh chị có thể ghi xuống à, cái đầu tiên là chúng ta hãy tìm hiểu về cái cách thức cách thức cách thức hoạt động của marketing online như thế nào marketing online hay được gọi là digital marketing các anh chị đó digital marketing có nghĩa là rằng là ở đây là chúng ta à, mang cái sản phẩm đúng không ạ mang cái sản phẩm mang cái dịch vụ của mình lên môi trường online đúng không ạ vậy thì trước khi mà chúng ta làm online đúng không ạ chúng ta phải biết luật chơi đúng không ạ chúng ta phải biết cái cách thức hoạt động của của môi trường online như thế nào đúng không ạ chúng ta làm dù chúng ta đang làm nội thất đúng không ạ? hay là chúng ta làm bất cứ một cái sản phẩm nào thì chúng ta cũng cần phải tuân theo một cái cái cách thức hoạt động của à, của của marketing online nó như thế nào và khi chúng ta nắm được luật chơi nắm chúng ta à, à, chúng ta nắm được cái cách chơi và chúng ta nắm được cái cách thức hoạt động thì chúng ta sẽ có những cái công cụ phù hợp ở đây có thể là youtube ở đây có thể là facebook ở đây có thể là google ở đây có thể là tiktok thì đó tất cả những cái cái thứ đó đều là những công cụ thôi. Đó, thì chúng ta có thể là dùng Google, dùng Facebook, dùng Zalo, dùng bất cứ một kỳ một một cái công thức nào à một cái công cụ nào thì chúng ta vẫn có thể làm được. Đó, vậy thì ở đây thì thì cách thức hoạt động của cái uh, là marketing như thế nào hoặc hoặc là cái mô hình hay là hay là cái cái công thức để chúng ta làm marketing thì nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? À, thì ở đây thì chúng ta sẽ có cái công thức ở đây đó chính là cái nhu cầu nhu cầu của thị trường đó cái nhu cầu của thị trường ấy thì bằng à, cái nhu cầu của thị trường cộng cộng với à, đứng top đứng đầu đứng đầu hay là hay được gọi là đứng top hay được gọi là top cái thị trường đó và nó sẽ bằng traffic traffic hay là gọi là lưu lượng truy cập đó hay gọi là lưu lượng suy cập vậy thì đầu tiên là chúng ta cần phải phải biết được cái nhu cầu của thị trường đúng ạ ví dụ như là chúng ta ở đây chúng ta đang làm về nội thất đúng ạ chúng ta đang đang làm về nội thất chẳng hạn thì vậy thì cái nhu cầu của thị trường là gì ạ cái nhu cầu của thị trường là là lắp tủ bếp này, đúng không ạ? Rồi à, Thi công Đúng không ạ? Thi công sàn gỗ chẳng hạn Hay là à, Bàn ghế đúng không ạ? Bàn ghế Vân vân Thì đó chính là cái nhu cầu của thị trường vậy thì ở đây cái đầu tiên là chúng ta cần phải nghiên cứu cái nhu cầu của thị trường trước đã mà ở đây cụ thể ở đây là cái nhu cầu của thị trường trên môi trường internet đúng không ạ trên môi trường internet vậy thì ở đây ở đây có nghĩa là ở đây này tất cả các các cái thứ mà chúng ta đang đang học cái cuối cùng ngày hôm nay đúng không ạ cái thứ mà chúng ta đang học ấy là chúng ta chúng ta bán được hàng đúng không ạ các anh chị có đồng ý như vậy không ạ là chúng ta bán bán được hàng đó bán hàng cuối cùng là bán hàng và kiếm tiền đúng không ạ và bằng tiền đúng không anh chị vậy thì ở đây tiền khi mà chúng ta tiền và bán hàng này này đó tiền tiền thì nó bằng thế thì ở đây chúng ta sẽ là tiền bằng cái bằng cái nhu cầu tiền ở đây bằng cái nhu cầu hay là chúng ta bán được hàng hay không ấy thì chúng ta bằng cái nhu cầu đúng không ạ bằng cái nhu cầu của thị trường cộng với đứng đầu của thị trường đó hay được gọi là đứng top và nó tương đương với những cái cái traffic những cái lượng truy cập vậy lát nữa thì thức sẽ nói cái traffic này như thế nào, cái lưu lượng truy cập là như thế nào đó. thì ở đây ví dụ như là cái nhu cầu, cái nhu cầu của thị trường ở đây thì bây giờ thì chúng ta cái cái điều đầu tiên ấy, trước khi chúng ta làm bất kỳ một cái 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 sản phẩm dù là tủ bếp, dù là sàn gỗ, dù là à, bếp từ, dù là cái à, à, bộ giống đỉnh hay ở đây là một vài các anh chị cũng đang có sản phẩm của các anh chị đó thì chúng ta cần phải nghiên cứu xem là ở ngoài thị trường ngoài kia người ta đang đang có cái nhu cầu gì đúng không ạ đang có nhu cầu vậy thì bây giờ đầu tiên thì chúng ta phải nghiên cứu nhu cầu ạ đúng không ạ vậy thì nghiên cứu nhu cầu bằng cách nào ạ thì ở đây thì ở đây này cái nhu cầu này muốn muốn tìm kiếm cái nhu cầu vậy thì ở đây thì sẽ có một những cái đơn vị, những cái công ty hay là những cái tập đoàn, tập đoàn lớn đang nắm giữ những cái data, những cái dữ liệu, dữ liệu hay hay được gọi là cái 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 big data big data một cái dữ liệu khổng lồ ví dụ như là tất cả những cái hành vi mà liên quan đến ví dụ như là khách hàng đang đang lắp cái tủ bếp này như thế nào này đúng ạ hay là khách hàng đang muốn thi công sàn gỗ hay là đang muốn thi công một cái văn phòng thì bây giờ cái cái người dùng người ta sẽ sẽ có cái thói quen như thế nào đúng ạ cái thói quen cái hành vi như thế nào và những cái công ty lớn đây này, này những cái công ty lớn mà đang sở hữu cái big data này người ta sẽ nắm giữ những cái thói quen đó những cái hành vi những cái data đó ví dụ như là một số những cái công ty lớn những cái tập đoàn lớn đang nắm giữ ở đây tất là lớn ví dụ ví dụ như ở đây có thể là google rồi youtube facebook đúng không ạ rồi zalo hay là à, tiktok đó vân vân rất nhiều những cái công ty mà người ta đang nắm giữ những cái những cái cái data những cái dữ liệu của người dùng liên quan đến cái hành vi liên quan đến cái nhu cầu của người dùng này vậy thì ở đây bây giờ bây giờ bây giờ thì à, những những cái công ty này này những cái dữ liệu đó những cái dữ liệu những cái dữ liệu đó được được ủy quyền hay được bán cho một bên thứ ba cho bên thứ ba cho bên thứ ba sử dụng đó cho bên thứ ba sử dụng ví dụ như ở đây ví dụ như là ở đây thức có một cái bên thứ ba Ví dụ như ở đây Là keywordtool.io Đó Lát nữa thì thức sẽ Cho các anh chị xem là cái công cụ này Chứ nào Keyword Tool .io Đó Thì bây giờ các anh chị hãy à, Sau này các anh chị có thể truy cập vào cái website là Keywordtool.io Thức sẽ demo cho các anh chị xem này Khi mà chúng ta vào cái cái trang web là keyword tool.io này đó thế thì bây giờ là chẳng hạn như là thức đang có nhu cầu về về, về à, à, lắp tủ bếp đi tủ bếp này đúng không ạ thế thì ở đây là chúng ta sẽ có một cái chúng ta sẽ nhập cái từ khóa là tủ bếp vào đây Vậy thì ở đây, ví dụ như là ở đây thức không không biết cái nhu cầu của khách hàng người ta đang tìm kiếm ở ngoài kia là cái gì đúng không ạ? Không biết là ở ngoài kia là người ta đang có nhu cầu khi mà người ta lên lên Google hay là người ta lên YouTube người ta đang đang tìm kiếm cái gì ở trên đó. Bởi vì hành vi của các anh chị có các anh chị có 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 hình dung là chẳng hạn như bây giờ mình đang có cái nhu cầu gì không ạ? Không biết là các anh chị có có thói quen như thế này không là chúng ta có nhu cầu, có nhu cầu Nhu cầu gì thì chúng ta thường lên lên Google này. Lên YouTube này. Vân vân, rất nhiều những cái rất nhiều những cái 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 mạng xã hội để chúng ta tìm kiếm. Vậy thì ở đây, ví dụ như là mình đang có cái nhu cầu gì thì không biết là các anh chị có giống như thức không? thường là nếu mà chúng ta có cái nhu cầu gì thì chúng ta lên à lên google lên youtube để để tìm kiếm đúng không ạ tìm kiếm tham khảo tham khảo trước tham khảo trước hoặc hoặc là xem có ai mua không à xem có ai bán không để mua xem để mua đúng không anh chị và đa số đa số bây giờ có đến 80 cho đến 90 đó khi mà chúng ta ra một cái quyết định để chúng ta sử dụng một cái sản phẩm hay một cái dịch vụ nào đó liên quan đến đến nhiều tiền đấy nhất là những cái sản phẩm hay dịch vụ liên quan đến nhiều tiền cho nên là ví dụ như ở đây một số những cái anh chị đang làm về những cái sản phẩm nhiều tiền đấy thì đây chính là cái, cái 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 môi trường để chúng ta cho chúng ta làm bởi vì thực tế ra là tất cả những những cái nhu cầu đó, những cái những cái uh, những, những cái nhu cầu của người dùng ấy mà liên quan đến những cái sản phẩm nhiều tiền thì đa số là lên lên mạng tìm trước. Đó. Lên Google, lên Facebook, lên YouTube xem là có ai đang làm cái này không hay là có ai đang có cái sản phẩm này không để mình tìm hiểu xem là nó như thế nào. Đó. Và như vậy thì khi mà lên Google đúng không ạ, lên Google, lên Facebook, lên YouTube tìm kiếm thì sẽ được Google ghi lại tổng hợp lại, đánh giá lại hoặc là YouTube hoặc là Facebook hoặc TikTok sẽ sẽ lưu lại những cái thứ đó. Thì ở đây ví dụ như là ở đây ví dụ như là cái cái với một cái khi mà khi mà tìm một cái từ khóa này này. Thế tìm một từ khóa là tủ bếp. Vậy thì cái cái trang là keyword.io đây này. Nó sẽ vào cái cơ sở dữ liệu của thằng Google hoặc là ở đây là là thức đang để ở cái mục là YouTube đây nó sẽ dựa nó sẽ vào cái dữ liệu của thằng YouTube để nó tìm kiếm xem là một tháng nó đang bao nhiêu người tìm kiếm ví dụ như ở đây là với một cái từ khóa là tủ bếp gỗ đó mỗi từ khóa là tủ bếp gỗ như thế này thì hiện nay một tháng trung bình đang là cái từ khóa là với cái từ khóa là tủ bếp gỗ này thì đang có khoảng 9.800 lượt tìm kiếm mỗi tháng đó và nó cũng thống kê luôn là cái xu thế tìm kiếm nó đang tăng hay đang giảm. Ví dụ như là ở đây là cái xu thế là đang đang giảm đúng không ạ? Ở đây là tủ bếp gỗ đang có xu thế là giảm đi 33%. Nhưng mà ví dụ như là ở đây cái cái từ khóa là tủ bếp đẹp này. Tủ bếp đẹp thì ở đây đang có 21.900 người tìm kiếm một tháng. Một cái con số rất là kinh khủng. Đó. Hoặc là tủ bếp nhựa. Ở đây này, một một cái từ khóa ví dụ như từ khóa tủ bếp nhựa này thì cũng đang đang tăng trưởng này. Có nghĩa là ở đây thì có thể cái 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 nhu cầu của người dùng liên quan đến những cái sản phẩm về nhựa. Đó, sản phẩm về nhựa thì cũng có thể đang đang tăng. Và như vậy thì bây giờ thì chúng ta đã với một cái công cụ như thế này thì chúng ta nghiên cứu được cái cái nhu cầu của thị trường, cái nhu cầu của khách hàng người ta đang tìm kiếm như thế nào ở trên trên internet. Và lát nữa thì chúng ta sẽ dùng những cái uh, Những cái gì ạ Những cái Những cái kênh Như thế nào để nó phù hợp Đúng không ạ Nó phù hợp với cái việc là uh, Chúng ta sẽ tiếp cận được với những cái người Người ta đang có nhu cầu như thế này Đúng không ạ Và như vậy thì Cái bước đầu tiên đúng không ạ Khi mà chúng ta làm bất kỳ Cứ một cái điều gì Chúng ta làm bất kỳ một cái sản phẩm nào Hay cái lĩnh vực nào thì chúng ta cũng đều phải nghiên cứu thị trường trước, đúng không ạ? Chúng ta còn cần phải nghiên cứu thị trường. Đó. Thức ở đây, thức hướng dẫn cho những anh chị đang bắt đầu nhé. Ví dụ những anh chị nào mà chưa chưa đưa sản phẩm, còn tất nhiên là ở đây cũng có một vài các anh chị cũng cũng đang làm rất tốt trên một vài kênh. Ví dụ như là chị Giang đang làm rất tốt trên môi trường quảng cáo. Vậy thì trước khi Đúng ạ? Chị Giang trước khi chạy quảng cáo ấy, thì chị Giang cũng phải nghiên cứu cái thị trường của chị Giang xem là cái 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 sản phẩm nào nó phù hợp với việc là là chúng ta đang chạy quảng cáo để làm sao nó tối ưu nhất. Để ví dụ như là bỏ ra 5 triệu, 10 triệu thì cũng thu phải thu về được 15 20 triệu đúng ạ? Đúng không ạ? Và như vậy thì trước khi chúng ta làm một cái điều gì đó, chúng ta bán một cái sản phẩm nào, chúng ta chạy quảng cáo hay chúng ta làm sale hay chúng ta làm YouTube hay chúng ta làm TikTok thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải nghiên cứu xem là cái thị trường ở ngoài kia người ta đang quan tâm đến cái những cái sản phẩm nào đúng không ạ? người ta đang quan tâm đến cái cái lĩnh vực gì, cái sản phẩm nào là người ta đang mua nhiều đó thì cái khâu là cái khâu cái nghiên cứu thị trường đây là cái khâu quan trọng nhất rồi tiếp theo đó chính là chúng ta phải đứng đầu hay đứng top đúng không ạ? đứng top. Vậy thì ở đây bản chất của việc chạy quảng cáo thì cũng cũng đang là chúng ta đứng top cái thị trường đó. Đúng không ạ? Thay, thay bằng việc là chúng ta làm bằng tay. Ví dụ ở đây nó có một cái 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 thuật ngữ là sell ấy. Ở đây ngày mai thì uh, thức sẽ uh, có một cái cái, cái thuật uh, có thể là hướng dẫn cho anh chị sâu hơn nữa đó là về sell đó chính là tối ưu. Tối ưu cái công cụ. Công cụ tìm kiếm. đó tối ưu cái công cụ tìm kiếm thì à, cái bước này được gọi là bước seo vậy thì trước khi mà muốn đứng top thị, thị trường ấy, thì bây giờ mình mình phải tối ưu cái công cụ tìm kiếm này thì thay ví dụ như là ví dụ như là chúng ta chạy quảng cáo đúng không ạ chúng ta chạy quảng cáo thì chúng ta phải tối ưu cái bài quảng cáo của mình đúng không ạ tối ưu cái bài quảng cáo bài quảng cáo để làm gì ạ để trước khi à để mà có hàng ngàn các anh chị có đồng ý là cùng một cái sản phẩm đó đúng không ạ cùng một cái dịch vụ cùng một cái sản phẩm đó thì đang có hàng ngàn hàng rất nhiều người đang chạy quảng cáo vậy thì ở đây cuối cùng thì ở đây cũng là cái cuộc đua của việc là chúng ta có đứng top hay không cái bài quảng cáo của mình có thường xuyên xuất hiện hay không cái bài quảng cáo của mình nó có được ưu tiên hơn những cái bài quảng cáo của người khác hay không vậy thì cái cái điều rất là quan trọng nó đó, đó chính là làm sao cho cái cho cái bài viết của mình này cho cái video của mình cho cái hình ảnh của mình nó lên được top ví dụ như ở đây thức sẽ lấy một ví dụ ví dụ như là khi mà mình đang có cái nhu cầu ví dụ như là nhu cầu là về ở đây là có thức đang có cái nhu cầu mua một cái bộ rồng đỉnh đi đúng không ạ một cái bộ rồng đỉnh ở đây có của anh anh công hay của anh gì đó đúng không ạ vậy thì trước khi mua cái bộ rồng đỉnh giả sử như là là ở xung quanh uh, thức không có ai bán ấy thì bây giờ làm gì ạ lên youtube đúng không ạ xem xem là cái bộ đấy nó như thế nào đúng không ạ vậy thì chúng ta sẽ lên lên của, uh, youtube là rồng đỉnh đúng không ạ bộ dông đỉnh đó ví dụ như ở đây khi mà tìm một cái từ khóa là bộ dòng đỉnh đúng ạ vậy thì ở đây ai ai đứng đầu ạ cái xưởng tranh gỗ giá gốc đây này À xưởng đồ gỗ giá gốc đó cái kênh là kênh là xưởng xưởng đồ gỗ giá gốc này đang đứng top đúng ạ vậy thì các anh chị thử hình dung các anh các anh chị thử hình dung này với một cái cái kết quả tìm kiếm là bộ dòng đỉnh này ví dụ giả sử như là thức đang có nhu cầu đi tương tự như vậy ở đây đang có 61.000 lượt xem đúng ạ với cái kênh YouTube này thì hiện tại đang có 61.000 lượt xem thì ở đây chỉ cần một phần trăm thôi một phần trăm là quá nhiều rồi các anh chị ạ đúng ạ một phần trăm ở đây mua hàng một phần ở đây chuyển đổi thì chúng ta cũng đã mà các anh chị thử hình dung là một cái bộ dòng đỉnh ở đây không biết là ở đây có anh công anh công một bộ dòng đỉnh thường là trung bình là khoảng bao nhiêu tiền ạ ở đây câu hỏi của anh công này anh công đang có đang đang theo dõi không ạ một bộ dòng đỉnh ở đây đang là bao nhiêu tiền còn nếu như một cái video này chỉ cần bán được một bộ dòng đỉnh thôi được không ạ thì chúng ta sẽ thế nào ạ không biết anh công còn theo dõi không ạ chỉ cần ở đây 1% Cho nên là cái tư duy ở đây này Cái tư duy đứng top Với là cái quan trọng Chứ còn nhiều người Lát nữa chúng ta sẽ nghiên cứu về Youtube Nhiều người bảo là cái lượt view Đó Khi mà chúng ta làm Youtube ấy Ban đầu làm ấy nó chưa có lượt view Đợi khi mà chúng ta bắt đầu làm ấy chúng ta bắt đầu làm youtube ấy thì chúng ta hay so sánh lượt view đúng không ạ xem có nhiều view hay không hay là hay là so sánh view với 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 kênh của bà tân vlog đúng không ạ hay so sánh với những kênh mà mà có hàng triệu view đó hàng nhiều triệu view rồi dòng đỉnh này dòng đỉnh trên dưới 200 triệu Các anh chị thể hình dung là giả sử ở đây Với một cái kênh youtube như thế này Đúng không ạ Giả sử như ở đây với một cái kênh youtube 61.000 lượt xem này chỉ cần một 61.000 thôi các anh chị 61.000 này chỉ có một người mua thôi Là cũng đã thành công rồi anh chị Nhưng mà thức tin chắc rằng là Xong 61.000 này không chỉ là một người mua đâu các anh chị Không chỉ là một người mua mà rất rất nhiều người mua Lát nữa thức sẽ cho các anh chị xem cái kết quả của thức khi mà thức làm tranh gỗ. Đó. Cho nên là khi mà chúng ta mới bắt đầu chúng ta làm ấy, đặc biệt là các anh chị là mới bắt đầu chúng ta làm nếu mà các anh chị làm YouTube. Đó. Không cần nhiều lượt view. Chưa cần nhiều lượt view. Mà tất nhiên là nhiều lượt thì càng tốt nhưng mà ban đầu làm thì chưa cần nhiều lượt view, miễn làm sao, miễn làm sao nó lên được top như thế này này. Đó, nó lên được top đó, nên là top và tiền nó nằm ở đây này các anh chị. Tiền nó nằm ở top. Anh chị comment lại tiền nằm ở top cho nên là khi mà các anh chị làm bất kỳ một cái điều gì ở trên internet nó phải đứng top đứng top bằng việc ở đây chúng ta chạy quảng cáo chúng ta đang chúng ta đang là đứng top làm youtube chúng ta phải đứng top làm google chúng ta cũng phải đứng top hay làm bất cứ một cái sản phẩm gì đó thì chúng ta cũng phải đứng top cái thị trường đứng top cái kết quả tìm kiếm này đó đúng không ạ đứng top thị trường. Cho nên là tất, cho nên lại khi mà chúng ta ví dụ như là nghiên cứu cái kênh này này, đó khi mà chúng ta nghiên cứu cái kênh này thì chúng ta thấy cái điều gì ạ? Càng cái sản phẩm nhiều tiền, anh chị ạ, có rất nhiều người thức bảo, nhiều người bảo với thức rằng là những cái sản phẩm đó, nó 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 nhiều tiền quá không biết là trên mạng có ai mua không? Nhưng đảm bảo với các anh chị luôn là càng sản phẩm nhiều tiền ấy thì càng dễ làm. Đó, anh chị ghi cái từ khóa này xuống, càng sản phẩm nhiều tiền thì càng dễ làm các anh chị ạ. Càng sản phẩm dễ làm thì càng dễ dễ lên top. Và bởi vì sao ạ? Càng nhiều sản à, chiêu càng nhiều, càng nhiều, càng sản phẩm càng nhiều tiền ấy thì cái tỷ lệ mua hàng nó càng cao. Bởi vì không ai làm. Không ai làm các anh chị ạ hoặc là rất ít người cạnh tranh được bởi vì không phải ai cũng sẽ bán được những sản phẩm nhiều tiền đó. Đây đây là đang là cái mỏ vàng, đang là một cái mỏ vàng để cho cho các anh chị khai thác. Đó. Vậy thì chúng ta vậy thì làm thế nào? Chúng ta lên được top đúng không ạ? Chúng ta đứng đầu thị trường thì chúng ta làm thế nào? Vậy thì À, nhưng trong cái trong những cái phần về sau thì à, thức sẽ hướng dẫn cho một số các anh chị là làm thế nào để chúng ta đứng đứng được top bây giờ thì chúng ta học trước tiên là chúng ta học cái quy trình đã cái cách thức để chúng để làm sao à, cái để đưa cái sản phẩm của mình lên môi trường internet nó như thế nào đó rồi cái tiếp theo là chúng ta có một cái thuật ngữ là traffic đây đúng không ạ traffic à, tiếp theo là chúng ta đến một cái thuật ngữ là traffic 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 hay còn gọi là cái lưu lượng truy cập lưu lượng truy cập lưu lượng truy cập ví dụ như là ở đây uh, traffic ở đây có thể là những cái người like page này những cái người vào xem cái bài quảng cáo facebook của mình này xem cái page những cái bài đăng ở trên fanpage của mình này, lưu lượng truy cập ở đây có thể là những cái người mà vào kênh youtube của chúng ta xem này, những cái người đăng ký kênh này, đúng không ạ? Lưu lượng ở đây có thể là à, những cái người ghé thăm vào những cái à, vào cái website của mình, thì đó được gọi là những cái cái lượt truy cập, hay được gọi là những cái traffic. Vậy thì ở đây, ở đây này, cái traffic nó càng lớn, tất nhiên là ở đây là 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 ví dụ như traffic một cái bà của cái cái kênh là kênh bà Tân Vlog đúng không ạ? Kênh traffic của bà Tân Vlog. Cái traffic rất lớn bởi vì cái lượng người xem rất lớn. Nhưng mà cái thị trường thế nào ạ? Cái thị trường này có kiếm được nhiều tiền không ạ? Ít, rất ít tiền được các anh chị ạ. Bởi vì theo thống kê, theo thống kê ở thị trường Việt Nam thì nghìn lượt xem á, nghìn lượt xem. Nó chỉ bằng 0,2 đô thôi các anh chị ạ. 0,2 đô. Đó Rất ít, rất bèo Không biết 0.02 này, 0.2 nữa Rất ít Có nghĩa là 1.000 lượt xem Thì cũng chỉ được rất ít, ít, ít tiền Ví dụ với những cái video Video mà vài triệu view Thì nó cũng chỉ được một vài chục triệu Hoặc vài trăm triệu là rất là cao Có Nên là một video mà kiếm được rất nhiều tiền thì cũng Để mà kiếm tiền từ cái liệt view Nó sẽ không nhiều Thế cho nên là ở đây Cái, cái traffic này nó cũng phải nó cũng phải phù hợp với những cái 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 thị trường, cái nhu cầu của thị trường mà đặc biệt ở đây là cái nhu cầu của thị trường. Thị trường nhiều tiền. Đó. Cho nên là ở đây là cái traffic, uh, traffic ở đây được gọi là cái cái lưu lượng truy cập. Đó. Vậy thì cái traffic ở đây thì được phân ra là theo uh, được phân ra thành thành bốn loại, bốn loại nha các anh chị. Bốn loại traffic. Có bốn loại. Đó. Cái che thứ nhất là che fix che fix đếm được đếm được hay là hay là kiểm soát được đó đó hay là cái che fix kiểm soát được có nghĩa là ở đây là mình có thể là kiểm soát được rằng là cái website của mình nó chúng ta có thể là là tăng cái lượng người lên hay là giảm thì tùy tùy chúng ta đúng không ạ hay là chúng ta có thể là 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 kiểm soát được là à, với cái website này chúng ta có thể kiểm soát được bao nhiêu người sẽ vào trong một cái website của mình đó thì đó được gọi là cái traffic có thể kiểm soát được thức lấy ở đây ví dụ như là cái traffic traffic đến từ đến từ quảng cáo này đến từ quảng cáo Ví dụ như là những cái người xem được cái bài quảng cáo Và người ta vào trong cái website, vào trong cái youtube của mình Vào trong cái zalo hay là vào trong cái tiktok của mình Thì được đó được gọi là cái traffic người mình có thể kiểm soát được Bởi vì tại sao ạ? Bởi vì muốn nhiều muốn ít Đúng không ạ Muốn nhiều muốn ít thì chúng ta bỏ tiền ra nhiều hơn đúng không ạ Chúng ta tiếp cận muốn chúng ta muốn tiếp cận được nhiều thì chúng ta đổ tiền vào nhiều thì đó là cái traffic chúng ta có thể kiểm soát được chúng ta có thể đong đếm được đó thì cái nguồn nguồn traffic chủ yếu này thì là cái nguồn traffic đến từ quảng cáo đó hay là cái cái cái, cái lượng lưu lượng người dùng mà đến đến từ quảng cáo thì được gọi là cái traffic à, kiểm soát được tiếp theo là cái traffic traffic không đếm được đó cái che fake không đếm được là cái loại che fake mà người những cái người dùng người ta vào tự nhiên ấy ví dụ như thế này ví dụ như là khi mà mà thức có tìm một cái từ khóa là bộ dòng đỉnh đúng không ạ thì ra cái ca ra, ra cái video này đúng không ạ vậy thì thức truy cập vào đây đó truy cập vào đây thì đây được gọi là một cái lượng một một cái lưu lượng truy cập vào cái vào cái cái video này vào cái kênh này nhưng và như vậy thì chúng ta có kiểm soát được không ạ chúng ta có biết là rằng là ở ngoài kia đang có bao nhiêu người sẽ tìm kiếm thế này không ạ hay là bây giờ muốn muốn tăng thế này thì chúng ta sẽ add, chúng ta có chủ động để mà mà mà, mà làm được cái điều này không ạ chắc chắn là không bởi vì chúng ta không biết ở ngoài kia ngoài kia ai sẽ là biết chính xác là người sẽ tìm kiếm đến chúng ta đúng không ạ và như vậy thì nó đến từ cái việc là tìm kiếm tự nhiên đó đến từ việc là tìm kiếm tự nhiên thông qua thông qua làm sao đó thông qua cái việc là ví dụ cái kênh kênh youtube của mình nó lên được top này đó chúng ta SEO, chúng ta lên được top hay là thông qua cái việc là người ta lên Google, đúng không ạ? Người ta lên Google, người ta tìm một cái từ khóa nào đấy, ví dụ như là khi mà chúng ta lên Google, chúng ta tìm khóa từ tủ bếp. Đó. Và nó sẽ ra những cái kết quả đầu tiên như thế này. Nó sẽ ra những cái uh, những cái website đầu tiên thì khi mà mình vào cái website này thì được gọi là những cái traffic không đếm được. Đúng không ạ? Không không kiểm soát được hay là hay là không không đếm được tiếp theo có một cái loại traffic à, à, cái cái loại traffic này cũng rất là quan trọng này cái traffic sở hữu được traffic ở đây là traffic sở hữu sở sở hữu được cái loại traffic sở hữu được thì đây là cái loại traffic cực kỳ quan trọng rồi các anh chị cực kỳ quan trọng ví dụ như là khi mà những cái người người dùng người ta đến từ cái quảng cáo này cái khách hàng người ta đến từ quảng cáo và ví dụ như là khi mà cái bài quảng cáo đó tiếp cận đến một cái người người dùng nào đó và người ta vào cái website của mình người ta vào cái youtube của mình người ta vào cái fanpage của mình nhưng mà sau đó người ta lại ra đúng không ạ sau đó người ta lại ra người ta lại ra ngoài cái 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 trang của mình ra ra khỏi cái nền tảng của mình vậy thì mình mình không nắm được mình không kiểm soát được đúng không ạ mình không sở hữu được được cái data đó bởi vì người ta ra người ta vào xong rồi người ta ra lại mình mình lại lại mất đi cái lượng data đó đúng không ạ hay là ví dụ traffic đến từ đến từ sale đây này đến từ việc là 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 mình làm tự nhiên đó. thì ví dụ như là khi khách hàng đó người ta vào xong người ta lại ra người ta lại không để lại bất kỳ một cái thông tin nào đó thì mình cũng sẽ mất đi một cái lượng data mất đi một cái lượng traffic hay là mất đi một cái lượng khách hàng và như vậy thì nó sẽ sinh ra một cái lượng traffic là cái cái lượng traffic mình kiểm soát được mình nắm giữ được, mình sở hữu được. Đó. Thì cái loại traffic này sẽ được tồn tại ở cái dạng là là số điện thoại này. Chúng ta nắm được số điện thoại. Chúng ta nắm được email. Email. Đúng ạ. Chúng ta nắm được được uh, họ tên. Ngành nghề. đó vân vân có nghĩa là chúng ta nắm được cái thông tin của cái khách hàng của những cái người mà người ta đã từng vào cái website của mình vậy thì khi mà chúng ta muốn chúng ta muốn tiếp cận lại hay là chúng ta muốn bán hàng tới những cái người này đúng không ạ tới những cái đối tượng mà chúng ta đang nắm giữ này thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng đúng không ạ chúng ta sẽ rất là dễ dàng thông qua những công cụ khác ví dụ như là lát nữa thì thức sẽ sẽ chia sẻ với anh chị những cái những cái data mà nó đến hàng triệu cái số điện thoại bao gồm là số điện thoại họ tên rồi ngành nghề rồi à, rồi là cái cái có thể là là nơi ở đúng không? hay là người ta có bao nhiêu tiền hoặc là người ta đã à, bởi vì là cũng có thể là có những cái 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 sao kê từ ngân hàng những cái người này người ta có bao nhiêu à, người ta đã từng giao dịch trong ngân hàng bao nhiêu tiền thì mình sẽ biết được là cái nhu cầu của người ta như thế nào và như vậy thì mình nếu mà mình nắm giữ được cái 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 traffic này những cái những cái thứ mà 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 mình có thể nắm giữ được ấy, thì khi mà mình làm marketing thì khi mình mình bán hàng nó sẽ rất là dễ thì mình không cần phải phải làm quá nhiều trong cái những cái traffic mà mà đến từ cái việc là mình mình phải đổ tiền ra mình chạy quảng cáo đó và như vậy thì nó sẽ sinh ra một cái traffic thứ tư là như vậy. À, thứ ba, sau đi các anh chị là chúng ta sẽ có ba loại traffic, chúng ta sẽ có ba ba loại traffic như vậy. Và cái cái ưu tiên tất nhiên là ở đây thì không phải là là chúng ta sẽ phải là ưu tiên làm cái nào. Cái nào chúng ta cũng có thể chúng ta làm cái nào cũng có thể làm được được các anh chị nhé tất nhiên là ví dụ traffic chạy quảng cáo anh chị nào có tiền đúng không ạ có kinh phí hoặc là anh chị thử test xem là những cái sản phẩm của mình nếu như cái quảng cáo của mình tốt bởi vì quảng cáo nó giống như kiểu là chúng ta đang đang thuê một cái cái nhân viên kinh doanh như các anh chị ạ một cái nhân viên bán hàng cho các anh chị mà nó mà cái nhân viên bán hàng đó không mệt không kêu than không mệt làm việc 24 mươi hai các anh chị ạ hay là ngay kể cả chúng ta có một cái kênh youtube nó cũng vậy anh chị nào nếu mà anh chị đang sở hữu một cái kênh youtube ấy Ví dụ như là à, đây kênh youtube của Thức này Hoặc là kênh youtube của cái, cái ông này này Đó Cái xưởng đồ gỗ ra gốc đây này Thì các anh chị thử hình dung nam là Có phải là cái kênh này nó giống như kiểu một cái người bán hàng đúng không anh chị Một nhân viên bán hàng, một nhân viên sale Mà không cần phải cho ăn, không cần phải trả lương Đúng không ạ Bán 24, 24 giờ luôn không kêu ca không phàn nàn không bất kỳ một cái khi cái, cái, gọi là cái 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 đòi hỏi nào cả đó và như vậy thì chúng ta cần phải xây dựng cho mình một cái nền tảng một cái nền tảng ở trên internet nó như thế này để làm sao để bất cứ một nhu cầu của khách khách, khách hàng nào đang cần tới cái sản phẩm của anh chị khi mà người ta tìm kiếm thì bất kỳ bất cứ thế, cái thời gian nào người ta có cái nhu cầu người ta muốn thì người ta cũng có thể mua được hàng đấy còn chưa kể rằng là nếu như các anh chị có thể ứng dụng những cái app, những cái phần mềm, những cái nền tảng mà có thể bán hàng tự động cho các anh chị bao gồm cả chốt đơn cả chuyển hàng ví dụ như ở đây một số nếu như các anh như như các cái sản phẩm mà dễ dễ dàng mà 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 thanh toán hoặc là dễ dàng vận chuyển ấy, thì ở ở trên trên internet có có rất nhiều những cái nền nền tảng để các anh chị có thể là tự chốt đơn tự uh, trả lời khách hàng, tự uh, thanh toán rồi rất nhiều thứ khác, chị có thể làm được điều đó. Và như vậy nó thay thế được rất nhiều những cái nhân viên uh, nhân viên sale, nhân viên uh, bán hàng khác đó. Và có thể hoạt động 24 24 giờ, không cần à, không không cần quá nhiều cái cái chi phí để mà uh, chúng ta vận hành. Thì đó chính là những cái những cái những cái 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 điều mà các anh chị cần phải nắm được khi mà chúng ta cần 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 phải làm đúng không ạ và như vậy thì ở đây chúng ta có những cái traffic đến từ việc quảng cáo đến từ sale đến từ à, những cái thứ mà chúng ta có thể làm được đó vậy thì cái cuối cùng là chúng ta cần đấy thì cái cuối cùng là chúng ta cần cần nắm được cái những cái danh sách những cái danh sách khách hàng Ví dụ danh sách bao gồm là data, bao gồm là số điện thoại, email họ và tên ngành nghề để khi mà chúng ta có những cái chiến dịch tiếp theo ấy, chúng ta có những cái chiến dịch quảng cáo hoặc là chúng ta có những cái chiến dịch tiếp theo thì chúng ta không cần phải phải đi tìm khách hàng mới nữa, bởi vì cái chi phí để mà đi tìm một cái khách hàng mới nó sẽ rất là tốn kém so với việc là À, chúng ta có à, Cho việc là Chúng ta chi phí cho việc là Marketing cho những cái Những cái khách hàng cũ của chúng ta Hay còn gọi là Ví dụ như là à, Chúng ta xây dựng được một cái hệ thống à, Nếu mà chúng ta xây dựng hệ thống tốt hơn đó Thì chúng ta có thể xây dựng một cái hệ thống Có thể khách hàng Có thể bán được hàng cho chúng ta nữa Hay là trong BNI Trong BNI Cái thuật ngữ được gọi là Cái referral Giới thiệu Đúng không ạ Ví dụ như là à, à, Ví dụ như anh Điệp thi công cái văn phòng cho thức và thức cảm thấy là đẹp ok tuyệt vời thì thức có thể hoàn toàn giới thiệu cho người khác và như vậy thì những cái thứ này được gọi là cái cái traffic chúng ta có thể nắm giữ được đó ok vậy thì chúng ta đã uh, sơ qua về việc là uh, cái hoạt động đúng không ạ cái hoạt động của của cái việc là À, đưa cái sản phẩm của mình lên môi trường online thế nào hay là cái cách thức để chúng ta vận hành cái cỗ máy, à, cái cỗ máy à, online nói như thế nào đúng không ạ? Nó bao gồm là chúng ta cần phải nghiên cứu thị trường, chúng ta cần phải làm sao cho cái cái website, cái kênh YouTube của chúng ta đứng đầu cái à, cái fanpage của chúng ta đứng đầu và cuối cùng là cái cái cái, cái những cái lưu lượng cái traffic nó vào. Uh, uh, trong cái những cái nền tảng đó thì chúng ta cần phải nắm được cái uh, những cái traffic đến từ từ đâu những cái những cái loại traffic nào đó và chúng ta cần phải làm những cái traffic, traffic nào cho nó hiệu quả ví dụ như là bây giờ chúng ta muốn là quảng bá cái cái thương hiệu của mình đúng không ạ đến nhiều người hơn thì chúng ta chạy quảng cáo đúng không ạ muốn một cái cái nền tảng nó bền vững đúng không ạ nó bền vững nó không phụ thuộc vào cái một đơn vị thứ ba thì chúng ta cần phải làm seo, làm làm website, làm youtube, làm cái nền tảng mà chúng ta có thể là sở hữu được nó, đó và đặc biệt quan trọng là chúng ta à, nắm được những cái traffic đó, chúng ta lưu về à, lưu về cái máy của mình, ấy. chúng ta lưu về được máy, chúng ta lưu về được cái nền tảng của mình mình có thể nắm giữ được thì đó là một cái cái lượng traffic nó nó cần phải có. rồi và như vậy và như vậy thì chúng ta đã nắm được cái cái quy trình của nó rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái kênh đúng ạ? Kênh triển khai. Cái kênh này. Cái kênh triển khai. Vậy thì ở đây đối với ngành nội thất, đối với ngành nội thất và ngành đồ gỗ thì chúng ta sẽ có những cái kênh triển khai nào chủ yếu? Đúng không ạ? Chủ yếu nhé. Tất nhiên là cũng có rất nhiều kênh khác nhau Ví dụ như là có rất nhiều hiện tại có rất nhiều người đang đổ lên sàn thương mại điện tử Sàn thương mại điện tử cũng chúng ta vẫn có thể bán được được sản phẩm giá trị cao đấy anh chị Nhưng mà ở đây thì có một số kênh mà để chúng ta dễ làm nhất Ở đây thức muốn hướng dẫn các anh chị là Tất cả những anh chị nào có thể là là mình có thể chưa có kiến thức nào Hay là chúng ta chưa cần phải phải là, là, là mình mình phải chuyên sâu mình vẫn có thể làm được thì thức sẽ gợi ý cho các anh chị một số những cái kênh để chúng ta có thể làm thì cái kênh đầu tiên đó cái kênh đầu tiên thức sẽ đi từ cái kênh mà mà không quan trọng nhất đến cái kênh mà à, thực tế cũng không phải không quan trọng nhất mà kênh nào dễ làm nhất đi cái kênh nào à, kênh nào dễ làm nhất thì chúng ta sẽ đi trước đúng không ạ rồi cái kênh mà mà dễ làm này nhưng mà dễ làm nhưng mà phải phải các anh chị nào phải có có kinh phí đó có kinh phí thì chúng ta sẽ đi từ cái kênh đầu tiên đó là Google à có đây chạy quảng cáo Facebook chạy quảng cáo Facebook chạy quảng cáo facebook vậy thì cái ưu điểm của cái chạy quảng cáo facebook này là cái gì ạ cái ưu điểm cái thứ nhất là cái ưu điểm ưu điểm này cái ưu điểm là cái thứ nhất là tiếp cận tiếp cận ngay và luôn đến đối tượng khách hàng mà chúng ta mong muốn đó mong muốn này mà rất có thể cái khách hàng đó và cái tỷ lệ những cái người tiếp cận đó có nhu cầu cao có nhu cầu cao ví dụ như là khi mà mà à, 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 ví dụ như khi mà anh điệp đi anh điệp có một cái à, có một cái à, à, cái gói sản phẩm là là thiết kế nội thất hoặc là thi công nội thất cho một cái tòa chung cư đi à, cho một cái căn chung cư đây đúng không ạ cho một cái căn chung cư đó thì anh điệp sẽ chạy quảng cáo hoàn toàn có thể là đưa cái bài của mình tiếp cận đến với ví dụ như đấy đến với những cái người mà ở đang ở tòa chung cư ví dụ như là ở Bắc Ninh ở Bắc Ninh có một cái tòa chung cư sắp hoàn thành chẳng hạn. Ví dụ sắp 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 hoàn thiện đó. Ví dụ như Vin đi chẳng hạn. Vinhome, Home. Ví dụ như là anh điệp biết rằng là ở Vinhome Home sắp hoàn thiện, vậy thì chắc chắn là cái nhu cầu của cái người mà người ta muốn muốn thi công nội thất muốn thi công những cái sản phẩm nội thất của anh điệp ấy thì chắc chắn là sẽ rất là cao vậy thì bây giờ là mình sẽ dùng một cái bài quảng cáo mình sẽ phủ đến những cái người mà người ta đang sống ở đó đúng không ạ người ta đang mua sản phẩm ở đó hoặc là người ta đã từng mua sản phẩm à, người ta đang mua nhà ở đó thì hoàn toàn chúng ta có thể tiếp cận luôn và ngay đến những cái đối tượng khách hàng đó ví dụ như ở đây là mình sẽ truy cập vào, vào cái tài khoản quảng cáo của mình chẳng hạn thích thức sẽ đề cho các anh chị này. thì mình sẽ sẽ tiếp cận được hoàn toàn nó chủ động như các anh chị nhé nó chủ động và chúng ta có thể target được bất kỳ đến một cái đối tượng nào theo hành vi theo sở thích ví dụ như là chúng ta có thể uh, target đến cái cái đối tượng là những cái người mà người ta đang uh, đang có như à, người ta đang sử dụng iPhone này, người ta có thu nhập bao nhiêu, người ta đang có hành vi thế nào, người ta, đi, người ta có đi du lịch hay không, người ta có bao nhiêu con rất nhiều những tự khác. Ví dụ ở đây là là thức có một cái chiến dịch quảng cáo, Thì thức sẽ demo cho các anh chị rằng là cái 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 để mà nhắm đến cái khách hàng nó nó sẽ sẽ như thế nào, nó ngay ngay vào luôn thế nào. Ví dụ ở đây thức sẽ tạo ra một cái một cái bài quảng cáo đi. Đấy. Ví dụ như là tương tác với bài viết này. Hôm sau thì Thức sẽ gửi cho các anh chị một cái bộ tài liệu hướng dẫn cho anh chị chi tiết. Chi tiết nha. Chi tiết cách target này. Hay là cách chạy quảng cáo liên quan đến cái ngành ngành về nội thất và đồ gỗ. Đó. Thức sẽ có một cái quà tặng cho các anh chị. Là chi tiết luôn đây là đây là những cái những cái cái cái, cái uh, kinh nghiệm mà hoặc là những cái cái dữ liệu mà rất rất nhiều năm uh, uh, có một cái đơn vị người ta chạy rất là thành công đó và người ta đúc kết lại thì thức đang sở hữu cái cái uh, cái tài liệu để mà chúng ta có thể uh, tối ưu nó tốt hơn cho cái bài chạy quảng cáo của mình Ví dụ như là, đây là ở đây là chúng ta có thể là là tùy chọn này. Tùy chọn nhé các anh chị. Ví dụ như là ở đây là thức muốn chạy quảng cáo đến những cái người ở Bắc Ninh đi. Đó, thức kéo xuống Bắc Ninh này. Ví dụ đang ở ngã 6 Bắc Ninh thì đúng không ạ? Ở đây đang ngã 6 thì Vin nó nằm ở đây đúng không ạ? Vậy thì bây giờ là thức sẽ sẽ thả một cái ghim ở đây. Đó, thì nó sẽ khoanh này, nó sẽ quay cho các anh chị. Ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ để là khoảng 5 cây đi. 5 cây hoặc ngay kể cả một cây chúng ta cũng có thể là là để được nhé các anh chị. Ví dụ 5 cây. Tất nhiên là kỹ thuật chạy quảng cáo thì nó sẽ nó sẽ phức tạp hơn để mà có một cái bài chạy quảng cáo nó nó hiệu quả thì chúng ta sẽ có những cái những cái tối ưu khác nhưng mà ở đây là thức đáng đề mô cho các anh chị rằng là Facebook có thể là làm được những cái điều mà nếu như không có cái công cụ chạy quảng cáo này thì gần như chúng ta sẽ rất là khó. Ví dụ như là chúng ta sẽ 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 phủ một cái bài viết ví dụ như là thức đang có một cái bài viết là 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 thi công về cái 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 gói nội thất của của bạn điệp đi đó và thức muốn phủ đến một cái cái tòa nhà đó là cái cái tòa tòa vin vincom vincom ở bắc ninh thì thức sẽ phủ khoảng phủ khoảng hai cây đó hai cây vậy thì những cái người ví dụ như là thức sẽ xét một cái độ tuổi là từ những cái người mà có thể mua nhà vinhome thì thì có ít có tuổi có mua đúng không ạ? Chắc chắn là không Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ là thức sẽ phủ đến cái độ tuổi là khoảng từ 35 đi Đấy thức lấy giả sử như là à, Cái độ tuổi mà có thể mua được nhà VinHome ấy Thì VinCom ấy Thì sẽ là tổng khoảng 35-65 đi Có giả sử như thế Hoặc là à, 45 đi 50 Đó 45-50 gì đó Thì đây chính là cái Cái độ tuổi mà người ta có thể là Là mua được nhà rồi ở đây mình có thể là chọn được Được giới tính này Giới tính là nam hay nữ này Đó và ở đây Chúng ta có thể là nhắm đến cái mục tiêu chi tiết hơn ví dụ như là ở đây Liên quan đến Đấy những người đang dùng iPhone iPhone 8 đi chẳng hạn Hoặc iPhone 12 Đó những người đang dùng iPhone vào à, những người đang dùng iPhone 12. đâu oh. Hoặc là iPhone XS thì giả sử như vậy, chưa thấy iPhone 12 đâu cả. Có nghĩa là những ai mà đang dùng iPhone 12 thì sẽ nhìn thấy cái bài quảng cáo này. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể là những ai đang có ô tô này, đang quan tâm về ô tô này. Đó, những ai mà có sở thích ô tô hay là đang quan tâm về ô tô. Có nghĩa là ở đây mình có thể là target vào chính xác cái đối tượng. Ví dụ như là những cái người mua nhà Vinhome thì người ta đi xe VinFast đúng không ạ? đó, thì ở đây mình có thể là thu hẹp vào nữa là Vinfast, Vinfast, biết có Vinfast không? chưa biết Vinfast thế nào. có nghĩa là ở đây là là mình sẽ có những cái tư duy để mình mình khi mà mình mình muốn tiếp cận được đến những cái chính xác những cái khách hàng mà người ta đang có nhu cầu ấy. Thì thì Facebook nó làm được điều đó. Và như vậy thì nó sẽ đo lường được này. Ở bên này nó sẽ đo lường được là ví dụ như với cái với cái target của thức ấy, với cái 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 thức đang nhắm đến là ví dụ như là ở trong vòng bán kính là 2 cây, cứ những ai những ai hai cây. Đó, những ai đang nằm ở trong cái bán kính hai cây này mà phù hợp với việc là à từ 35 cho đến 50. Đó là đang dùng cái thiết bị là di động là là iPhone hay là có sở thích là ô tô thì sẽ được nhìn thấy cái bài quảng cáo của mình. Và như vậy thì nó sẽ ước tính rằng là nếu như à, thức đang target như thế này thì nó sẽ nó sẽ có khoảng 2,28 nghìn cho đến 8,2 nghìn người có thể tiếp cận được. Đó, thì như vậy thì như vậy thì làm sao ạ? Ở đây là cái chạy quảng cáo thì chúng ta có thể hoàn toàn được đo lường được được cái cái lượng tiếp cận đúng không ạ đo lường được hoặc là chúng ta có thể hoàn toàn nhắm được chính xác đến cái người mà chúng ta à, mong muốn chúng ta à, tiếp cận đến và chúng ta và chúng ta bán hàng đó thì ở đây là cái cách chạy quảng cáo Facebook tất nhiên là ngày hôm nay hoặc là trong cái trong cái trong cái 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 khuôn khổ của cái khóa học này thì thức không đủ cái thời gian để để mà hướng dẫn cho các anh chị được vậy thì thức sẽ có một cái bộ quà tặng cho các anh chị này một cái bộ quà tặng cho các anh chị đó là một cái quy trình à, hay là một số những cái content như ở đây này để à, một cái bộ tài liệu để chúng ta chạy quảng cáo nó và cái quà tặng này thức sẽ dành cho các anh chị ở trong cái khóa này Các anh chị cũng sẽ rất là may mắn nếu anh chị đang 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 vào học cái chương trình này của thức thức sẽ gửi cho các anh chị một cái bộ quà tặng rất là tuyệt vời như thế này đây thức sẽ cho anh chị cái tài liệu này là thức phải đi mua về nhé các anh chị ạ thức phải đi mua về nhưng mà thức cũng sẵn sàng tặng cho các anh chị luôn. Bộ tài liệu này thức phải đi mua về cũng tương đối tiền đấy các anh chị ạ. nhưng mà thức là mong muốn là à, cho đi. Cái thứ nhất, ví dụ như là ở đây là thức đang có một cái 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 bộ này là ví dụ như đấy bao gồm rất nhiều cái content này. Đó, bao gồm rất nhiều content, ví dụ như là ở đây content về 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 content về uh, về phòng uh, về phòng bếp đi các anh chị về phòng bếp này phòng bếp thì nó cũng sẽ có rất nhiều content để các anh chị có thể dùng để chạy quảng cáo này đó hoặc ngay kể cả các anh chị nếu mà anh chị làm làm fanpage ấy, thì mỗi ngày các anh chị chỉ cần copy một cái bài đăng ở trên này thôi bởi vì trên này nó rất là nhiều đó rất là nhiều những cái content rất là nhiều cái bài viết khác nhau để các anh chị có thể uh, đăng bài đó thì cái này thì thức cũng sẽ tạo cái ví dụ như là ở đây có một cái mẫu bài viết là top những mẫu thiết kế bếp hiện đại này đó thì các anh chị có thể là là dùng cái content này đó content này được tổng hợp và viết rất là hay đó ví dụ như là có rất nhiều những content rất nhiều content liên quan đến bếp ví dụ ở đây là cái ngành ở đây là là về 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 bếp đi đó thì có rất nhiều những cái content này các anh chị có thể là là sử dụng nhé sử dụng để các anh chị có thể một là các anh chị làm làm fanpage hoặc là các anh chị chạy quảng cáo thì đều được content là rất là hay đấy thì ngoài ra là có có rất nhiều những cái những cái content khác các anh chị có thấy hình dung ở đây là ví dụ như nguyên nguyên cái 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 phòng bếp này thôi nguyên cái content về bếp cũng đã có rất nhiều này hay là cái content liên quan đến phòng khách này. Đó, phòng khách sẽ như thế nào này. Phòng ngủ như thế nào này. Đó, rất nhiều. Hay là tổng hợp này. Đó, tổng hợp. Ví dụ như ở đây là là thiết kế về 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 nội thất tổng hợp đi. Đó, có rất nhiều content khác nhau. Đó. Mà anh chị có thể là là sử dụng để các anh chị đăng bài. Đó, hoặc là dùng để chạy quảng cáo facebook Đấy, bao gồm là đồ bán bán đồ lẻ này đó rất nhiều những cái lĩnh vực ngành nghề khác nhau Đấy, ghế gỗ này đó content có đầy đủ tất cả những cái content các anh chị có thể sử dụng nhé rồi ngoài ra thì có văn phòng này à, ngân hàng cà phê rất nhiều rất nhiều thứ khác đó thì đây chính là cái cái bộ content mà mà các anh chị có thể sử dụng tất nhiên là là để mà chạy quảng cáo thì chúng ta sẽ phải có content đúng không ạ con khi mà chúng ta chạy quảng cáo thì content nó là cái số 1 ấy content nó, nó là cái số 1 cái người mua người ta có dừng lại người ta người ta vào bài viết hay không ấy, người ta mua mua hàng người ta hay là người ta đặt hàng của mình ấy, thì cái content nó cũng là một cái cái quan trọng nhất đối với để chúng ta có thể chạy quảng cáo nó hiệu quả. Tiếp theo là thức cũng có một cái một cái bảng này, cái bảng target cái này nếu mà chị chị giang mà đang chạy quảng cáo thì chị có thể tham khảo thêm này những cái bảng target uh, chị có thể tham khảo ví dụ như là ở đây là nếu mà mình mình đang uh, đang bán những cái sản phẩm về nội thất đấy đấy thì ở đây nó sẽ có những cái target có nghĩa nhắm đến cái đối tượng ấy. đấy bảng uh, uh, bảng target được đúc kết từ kinh nghiệm uh, thực chiến chạy quảng cáo cho hàng nghìn đơn vị khách hàng trong ngành nội thất này ví dụ như ở đây là ví dụ như là chúng ta có thể target đối với chúng ta ở đây có thể target đầu tiên này có nhiều cách target ví dụ target nhắm đến cái mục tiêu là 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 chúng ta bán là, bán những cái sản phẩm liên quan đến đến khách hàng là phân khúc thấp hoặc là phổ thông ấy ví dụ như cái nội thất về về nội thất nó 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 phổ thông và phân khúc khách hàng thấp và và nhu cầu nhiều ấy thì chúng ta có thể là đã có những cái target như này Chúng ta gợi ý ở đây là target Ví dụ như một số những cái mục mục tiêu chi tiết Ví dụ như cái khoản vay có thế chấp này Đó Thẻ tín dụng này Hay là khoản vay, vay thế chấp, tín dụng Thì đây chính là những cái target mà Mà chúng ta nhắm đến Nếu như chúng ta không có kinh nghiệm ấy Để mà chúng ta không có kinh nghiệm để chúng ta nghĩ ra cái này Thì nó phải nói là Nó rất là khó Hoặc là chúng ta phải tránh nhiều chúng ta mới rút ra được những cái những những cái cách target như này. Đấy, hoặc từ từ khóa thu hẹp hơn là thiết kế nội thất cải tạo nhà rồi căn hộ. Hoặc một số những cái từ khóa loại trừ này. Chúng ta không tránh tránh những cái từ khóa đôi khi là chúng ta bảo là à chúng ta thiết kế nội thất đúng không ạ, chúng ta chạy quảng cáo là về nội thất nhưng mà chúng ta lại chúng ta lại có suy nghĩ là à, nếu mà thiết kế nội thất thì người ta đang quan tâm về thiết kế nội thất nhưng mà không phải Chúng ta loại bỏ những cái từ khóa như là thiết kế nội thất hay kiến trúc sư này, kiến trúc công trình này, đúng không ạ? Sử dụng thiết bị di động từ 1 đến 3 tháng. Ví dụ từ một sử dụng cái thiết bị di động từ 1 đến 3 tháng thì uh, có thể là liên quan đến uh, nick ảo hoặc là nick uh, nick không có thật. Đó. Và ngoài ra thì còn có rất nhiều những cái cách target khác nhau, liên quan đến uh, những cái khách hàng phổ thông uh, ở cái phân khúc trung và cao cấp này. Đó chung và cao cấp thì chúng ta target như thế nào đó thì ở đây cũng có đầy đủ để cho các anh chị uh, có thể uh, mình mình ứng dụng vào tiếp theo là thức có một cái uh, một cái bộ video các anh chị có thể là uh, như trong trong uh, trong cái khóa trong cái trong cái bài bà uh, trong cái khóa học này thì không thể nào hướng dẫn cho anh chị chi tiết được rằng là các anh chị chạy quảng cáo như thế nào đó các anh chị chạy quảng cáo thế nào bởi vì là không có thời gian đó à, nhưng mà thức sẽ có một bộ video này thức sẽ có một bộ video hướng dẫn chi tiết cho các anh chị cách chạy quảng cáo như thế nào này đó cách chạy quảng cáo như thế nào cách lên uh, uh, các cái chiến dịch như thế nào đó thức sẽ có một bộ video thì uh, thức sẽ gửi chi tiết cho các anh chị còn uh, uh, trong cái khoa học của mình thì nó có hai ngày thôi cho nên là mình mình chỉ học về những cái cơ bản nhất những cái gọi là cái cách mà 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 cơ bản nhất để các anh chị có thể là ngay lập tức các anh chị có thể hành động luôn còn ví dụ như là cách chạy quảng cáo thế nào cách lập tài, lập tài khoản thế nào thì thức sẽ gửi video cho các anh chị tham khảo và các anh chị có thể làm theo đó, đó thì cái đầu tiên đó chính là cái các cái kênh triển khai đó thì cái đầu tiên là cái cái facebook à, không biết các anh chị còn nhìn thấy màn hình không ô hình như màn hình bị bị tắt rồi đúng đúng không anh chị ô oh, kìa, à? rồi, đây này có thể chia sẻ lại với các anh chị nhé. có nghĩa là ở đây là là à, ở đây thức có một cái bảng rất là chi tiết cho dành cho các anh chị nào muốn chạy quảng cáo đó và nhất là chạy quảng cáo về ngành nội thất đó thì ví dụ như chúng ta target như thế nào này khi mà chúng ta nhắm đến đối tượng thì chúng ta sẽ nhắm đến đối tượng nào cho nó phù, phù hợp này ví dụ chạy quảng cáo ở cái phân khúc là 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 ở phân khúc phổ thông hay là cao cấp hay là như thế nào đó thì thì chúng ta cũng có thể là nhìn thấy các anh chị có nhìn thấy màn hình không điệp điệp nhìn thấy màn hình không à rồi rồi ok ô oh, lại tắt luôn à. Rồi. Đấy thì còn lại thì ví dụ như là các kỹ thuật chạy quảng cáo, ở đây thì nó có một cái một một cái video rất là chi tiết để các anh chị có thể là là ứng dụng vào để các anh chị chạy quảng cáo Facebook. Đó, cách chạy như nào, cách lên cam như nào, cách tối ưu như nào nhưng mà cái này là đặc biệt là chuyên sâu cho ngành nội thất nha các anh chị nhé, chuyên sâu luôn cho ngành nội thất nên là là cho nên là thức rất là là mong muốn là các anh chị đối với những ngành nội thất thì cho nên là tại sao thức lại tổ chức cho một cái buổi riêng dành cho các anh chị là dành nội thất là bởi như vậy, bởi vì là thức đang có rất nhiều những cái tài liệu cho các anh chị có thể là ứng dụng vào cái ngành nội thất của các anh chị. Đối ngoài ra thì còn có những cái những cái bộ data đây ví dụ như là cách chốt sale này cách chốt sale cách xử lý từ chối các thứ dành riêng cho ngành bất động sản à, dành riêng cho ngành nội thất nha các anh chị dành riêng cho ngành nội thất luôn đó ví dụ khách À, khách mua hàng từ chối về giá cao nó sẽ như thế nào đó hay là một số những cái câu hỏi thường gặp của 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 khách hàng khi mà mà khi mà các anh chị chạy quảng cáo Facebook liên quan đến ngành nội thất đó thì các anh chị có thể hình dung để các anh chị có thể là nên những cái kịch bản để các anh chị chăm sóc khách hàng hoặc là chốt sale rồi thì ngoài ra thì À uh, thức sẽ có một cái bộ uh, data, đây thức sẽ cho cho các anh chị xem là một cái một cái cái bộ data. Một cái data rất là khủng. Dành cho ngành uh, nội thất. Thì ở đây là thức có rất nhiều những cái data mà 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 liên quan đến uh, ngành bất động sản. Có nghĩa là thực tế là những người mà mà làm à, có nhu cầu về nội thất thì kiểu gì cũng sẽ phải mua nhà đúng mua nhà mua cửa trước đúng không anh chị mua nhà mua cửa trước này hay là mua bất động sản trước đó thì ở đây thì đang có một triệu một triệu cái data nhé nếu mà thức vào đây này tất nhiều luôn rất nhiều luôn các anh chị đó tất nhiều luôn bao gồm cả số điện thoại bao gồm cả địa chỉ này đó bao gồm cả uh, email. Đó hoặc hoặc là người ta đang ở, người ta đang mua cái 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 tòa nào ở trong cái tòa uh, đang là chủ căn hộ là Victoria Vigracera này này. Đó, thì đây là cái một uh, một cái data, còn có rất nhiều rất nhiều như các anh chị. Đó. Phải nói là ở đây là có có một cái data rất là khủng đó rất là chi tiết luôn bao gồm là họ tên số điện thoại người ta đang uh, sử dụng cái email như thế nào Rất là chi tiết vậy thì thức cũng sẽ gửi cho các anh chị cái 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 phần quà này anh chị có thấy tuyệt vời không ạ anh chị nhận quà này anh chị cảm thấy tuyệt vời không ạ comment đi ạ đó ngoài ra còn có rất nhiều thứ khác này. Đấy. Data rất nhiều các anh chị Wow. Nguyên cái này 600 hơn 600 số điện thoại luôn. Đó, đây là chính là những cái chủ căn hộ của của cái tòa HH HH1 này. Đây là Đó biệt thự Skylake Tây Hồ <laughs> rất nhiều các anh chị ạ rất nhiều bao gồm cả số điện thoại cả họ tên rồi căn hộ nào rồi này thức đã trao đi rất nhiều giá trị <laughs> rồi ok đấy cái này là là chị Giang là là thích lắm này, này cái này rất rất là giá trị luôn để mà chúng ta có được những cái data này thì thức có thể nói rằng là, là để mà mua riêng mình mua cái data này mua nhé để mà bỏ tiền để mà mua cái data này thì chúng ta cũng sẽ mất rất nhiều có thể chúng ta phải bỏ ra, ra tương đối tiền để chúng ta có thể mua được cái data này các anh chị hoặc ngay kể cả để mà chạy quảng cáo để mà chạy quảng cáo nhá để mà chạy quảng cáo mà để mà ra những cái data như thế này ra được luôn 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 số điện thoại như thế này thì chúng ta cũng sẽ mất rất là nhiều tiền đấy các anh chị cho nên là giả sử như là ở đây thì tức là mong muốn là các anh chị đang làm về nội thất đó đang làm về, về nội thất thì chúng ta có thể là sử dụng được cái data này chúng ta à, phục vụ cho cái công việc của mình rồi cái data này thì thức sẽ gửi vào trong nhóm cho các anh chị nhé thức sẽ gửi vào trong nhóm cho các anh chị thì các anh chị có thể tải về Đó. còn ngoài ra thì thì còn có rất nhiều những cái cái những cái tài liệu khác ví dụ như là cách đưa fanpage lên top tìm kiếm này nó cái mua có một cái tài liệu là cách đưa cái từ khóa lên top tìm kiếm thì sẽ như thế nào này đấy thì thức cũng sẽ gửi tài liệu cho các anh chị rồi đó thì chính là cái về à, về về cái kênh là kênh facebook đúng không ạ kênh facebook à, facebook hay là facebook ad đấy facebook ad và hôm nay thì mình chuyên về bán hàng nhé chứ còn ở đây thì à, riêng riêng về facebook thì chúng ta sẽ có một cái à, cái làm nữa đó chính là chúng ta phải xây dựng cái thương hiệu cá nhân đó phải xây dựng cái thương hiệu cá nhân ở trên facebook thì à, cái, cái này thì à, thức cũng sẽ đi về sau. Còn ngày hôm nay thì uh, chúng ta chuyên về chúng ta để chúng ta phục vụ cho ngay lập tức là chúng ta có thể bán được hàng. Đó, ngay lập tức chúng ta ứng dụng vào cái cái công việc của mình luôn. Rồi cái kênh tiếp theo là thức đề nghị cho các anh chị đó chính là chúng ta làm landing page. Landing page landing page này thì chúng ta sẽ có landing page hoặc là website nữa website thì thì nó sẽ rất là thì nó sẽ lâu hơn là chúng ta làm lên landing page nếu mà các anh chị nào đang có website thì các anh chị có thể tận dụng thêm website đó thì thế thì bây giờ là ví dụ như là chúng ta chúng ta làm website thì cái cái đầu tiên là chúng ta phải đưa đưa cái website của mình lên lên top đúng không ạ website lên top nếu mà nếu mà chúng ta đang có website nhé đưa website lên top ví dụ như là khi mà khi mà mà thức có cái nhu cầu là mua một cái bộ dòng đỉnh đúng không ạ thì ngoài việc là lên youtube tìm ra thì thì sẽ lên website lên Google đúng không ạ? Sẽ à, thức sẽ lên Google tìm từ khóa là mua bộ rồng đỉnh tại Bắc Ninh đi. Đó. Và như vậy thì nó sẽ ra xuất hiện những cái website website đầu tiên ví dụ như ở đây là có những cái website là đồ gỗ thu tú này này các anh chị này không biết là đồ gỗ thu tú này có phải ở bắc ninh hay không xem là cái đồ gỗ thu tú nó phải ở bắc ninh hay không này nhưng mà nó vẫn lên được lên được top của của google này mà chắc chắn là các anh chị nếu như lên được top google như thế này chúng ta sẽ bán được rất nhiều hàng các anh chị đó thì ở đây ví dụ như là Đồ gỗ thu tú này ở Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh Hình như là nó cũng gần giáp với với Bắc Ninh thì phải Vậy thì cái trang đầu gỗ thu tú này Nó sẽ có những cái cái phương pháp Đúng không ạ? Cái bài này được viết vào ngày 2, 22 tháng 3 năm 2021 Đó, có những cái phương pháp để làm thế nào Nó lên được top như này Vậy thì một, một vài cái gợi ý cho các anh chị này một vài gợi ý tất nhiên là để mà hướng dẫn cho các anh chị để mà đưa cái website lên top nó phải là một cái khóa học nó phải là chuyên sâu và nó phải mất nhiều thời gian để các anh chị học nhưng mà ở đây thì thức có những cái cái gợi ý của các anh chị để các anh chị làm thôi chứ còn ở đây thì trong cái khóa học này thức chỉ cần các anh chị làm một số cái kênh như là kênh youtube thôi kênh youtube là dễ dễ làm nhất thì có thể là trong ngày mai thì thức sẽ hướng dẫn cụ thể các anh chị làm nó chi tiết hơn để các anh chị có thể hoàn toàn các anh chị làm làm cái kênh youtube nó tốt nhất đó thì thì thức sẽ dành riêng cho ngày mai để thức sẽ hướng dẫn cho các anh chị để để các anh chị làm youtube đó và youtube thì cũng là một cái thế mạnh mạnh nhất của thức cho nên là là thức cũng sẽ chia sẻ nó 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 sâu hơn cho các anh chị thế còn ví dụ như là đưa lên website lên top thì nó nó sẽ phải mất nhiều thời gian và không thể nào trong vòng 2 ngày mà các anh chị có thể làm được, cho nên là nó rất là khó. thì uh, nếu mà các anh chị hôm nay thì thức sẽ hướng dẫn anh chị uh, để các anh chị nắm được cái cách làm thôi, cái tư duy để chúng ta làm. đấy và sau đó thì cách làm chi tiết cụ thể như thế nào thì thì chúng ta sẽ phải có nhiều thời gian hơn thì các anh chị có thể là tham khảo những cái khóa chuyên sâu hơn của thức để các anh chị có thể làm được. còn ở đây là chúng ta có tư duy trước đã. Cái tư duy để chúng ta nếu như các anh chị không làm được, anh chị chưa làm được thì các anh chị có thể là thuê người khác làm. Nhưng mà để mà thuê được người khác làm thì mình phải có tư duy đúng không anh chị? Mình có có cái cách làm trước đã thì mới thuê được người khác hoặc là mình có cái cách làm để để thuê ai, thuê ai làm cái gì, đúng không ạ? Vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái website, đúng không ạ? Đầu tiên là chúng ta phải có một cái website. một cái website thì ở đây ví dụ như là nếu như các anh chị chưa có cái website, thức phải nói rằng là nếu như các anh chị đang kinh doanh nội thất ấy, mà chưa có, chưa có website ấy, thì thực sự đang là một cái sai lầm rất lớn đối với các anh chị. cho nên là kinh doanh hiện tại đến bây giờ thì bé nhất hay tối thiểu nhất thì các anh chị cũng cần nên phải có một cái website. bởi vì tại sao ạ? bởi vì là cái website là mình mình sở hữu được các anh chị, ạ nó là của mình của mình các anh chị ạ chứ còn các anh chị đang đi theo chạy theo là thằng google à, thằng facebook ấy chẳng còn chạy quảng cáo facebook hay là facebook cá nhân đó hay là chạy quảng cáo thì đến một lúc nào đấy những cái nền tảng đó nó sẽ nó sẽ bị sập hoặc những cái nền tảng đó người ta thay đổi cái thuật toán bởi vì nhà của người ta mà mình đang xây nhà trên trên đất của người ta mà đúng không anh chị ví dụ như cái kênh mà facebook hay là hay là chúng ta đang đang tiktok rồi một số cái kênh khác là mình đang xây nhà trên cái kênh đó vậy ở à, xây nhà trên đất của người ta vậy thì website cái website nó là cái mảnh đất của mình mình sở hữu mà khi mà mình làm website mình có cái giấy chứng nhận của 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 cái cái đơn vị người ta đang cấp website cho mình này đúng không ạ hay hay là mình đăng ký lên sở thông tin và truyền thông nó là sở hữu nó là cái bản quyền nó là cái quyền sở hữu của mình và như vậy thì khách hàng người ta vào đây hoặc là trong cái quá trình mình 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 làm ấy thì cái traffic đổ về thì mình sở hữu được đó cho nên là là cái website thì anh chị cần phải có cho mình một cái website đó website này thì anh chị làm ở đâu cũng được hoặc là nếu các anh chị chưa có website mà anh chị cần thức tư vấn giúp thì thức cũng có thể hỗ trợ các anh chị có một cái website đó vậy thì cái đầu tiên nếu mà các anh chị muốn lên được cái cái top như thế này đúng không anh chị muốn muốn lên được cái top như thế này chúng ta phải có website đúng không anh chị phải có website trước đã rồi cái cái thứ hai là khi mà chúng ta đã có website rồi thì cái web của mình nó phải chuẩn seo nó phải chuẩn sale đó ví dụ như là ở đây cái website này thì nó phải chuẩn sale thì nó mới lên được top như thế này chuẩn sale ở đây bao gồm là việc là chúng ta đặt từ khóa này chuẩn sale này rồi nghiên cứu từ khóa nghiên cứu ví dụ chuẩn sale là như thế nào ví dụ chuyển sale là ví dụ như là khi mà khi mà google, à, khi mà chúng ta tìm một cái ví dụ ở đây là chúng ta tìm một cái từ khóa là là về 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 bộ dòng đỉnh đúng không ạ bộ dòng đỉnh vậy thì thằng google ở đây ví dụ như là khi mà chúng ta search một cái từ khóa là là mua bộ dòng đỉnh như này mua bộ dòng đỉnh tại bắc ninh vậy thì ngay lập tức thằng google nó sẽ đi vào những cái website tương tự như thế này đúng không ạ nó sẽ đi vào cái cơ sở dữ liệu của nó nó sẽ tìm ra là, À cái ông đồ gỗ thu tú này nó phù hợp nhất này nó đang là tốt nhất cho nó 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 chứa những cái từ khóa đang 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 có này thì ví dụ như là thì nó sẽ nhặt lên đây đúng không anh chị được không anh chị nó sẽ nhặt ra đây và nó sẽ đề xuất là cái người dùng người ta hãy vào cái website này đi đó vậy thì trong cái website này thì nó phải chứa cái từ khóa này chứ đúng không ạ nó phải chứa cái từ khóa là bộ rồng đỉnh này chứ nó phải có một cái từ là bộ giống đỉnh như vậy thì 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 uh, Google nó mới tìm ra được chứ đúng không ạ? Hay là ngay kể cả như ở trên cái, cái cái danh mục sản phẩm này nó cũng phải có một cái từ khóa là 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 nội thất này. hay là bộ bàn ghế, bộ giống đỉnh. Hay là hay là ở bên dưới đây nó còn có rất nhiều những cái từ khác. Rồi ngay kể cả cái cái mô tả của cái ảnh này thì cũng phải có cái từ khóa. Đó. Thì đó chính là những cái cách để chúng ta tối ưu. Đó. Cách để chúng ta tối ưu, còn tối ưu như thế nào thì thì trong vòng một buổi không thể hết được. Đó. Thì ở đây là thức lấy ví dụ demo cho các anh chị rằng là khi mà khách hàng người ta có nhu cầu. Đó, người ta tìm kiếm, người ta đang muốn mua sản phẩm. Thì người ta lên Google, người ta lên Facebook, người ta lên YouTube, người ta search. Thì khi mà mình có website Mình tối ưu được Thì nó sẽ lên được top kết quả tìm kiếm này Và khách hàng người ta sẽ mua Hàng từ Từ cái website của mình Vậy thì Khi mà chúng ta làm web như vậy thì Khi mà chúng ta làm sale ấy, Chúng ta làm web như vậy thì Cái khách hàng Đó cái khách hàng Họ sẽ tự tìm đến mình ạ tự tìm đến mình đúng không anh chị có nghĩa là khách hàng người ở đây mình không cần phải đi tìm khách hàng nữa các anh chị anh chị có đồng ý là khi mà người ta có nhu cầu thì người ta mới đi tìm chứ đúng không anh chị người ta có nhu cầu thì người ta mới đi tìm mà cái từ khóa là bộ dòng đỉnh chứ còn nếu mà người ta không có nhu cầu thì người ta đi tìm làm gì đúng không anh chị cho nên là những cái khách hàng mà người ta đã tìm ra những cái kết quả như thế này thì thì cái tỷ lệ người ta mua hàng cái tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ rất cao đúng không ạ họ bởi vì họ tự tìm đến mình đến, đến mình mà đúng không anh chị cho nên là cái tỷ lệ chuyển đổi rất cao Đó. tỷ lệ chuyển đổi rất cao cũng giống như ở trên Youtube cũng vậy Khi mà người ta đã đã tìm ra một cái từ khóa nó như thế này rồi Thì phải nói là nếu mà người ta đã gọi điện vào cái số này Ví dụ như là đây cái kênh này Người ta để số điện thoại mà người ta đã gọi điện lên cái số này Thì nếu như không chốt được hàng nha Nếu như không chốt được hàng bởi vì Chốt xe quá kém thôi các anh chị nếu như thực sự là khách hàng người ta đã lên đây mà người ta gọi điện rồi thì nếu mà không bán được hàng thì phải nói là gọi là chốt sale quá kém chứ không phải là là do là khách hàng người ta không có nhu cầu đâu. Người ta có nhu cầu đấy, người ta muốn mua ở đây nhưng mà mình chưa gãy đúng chỗ ngứa người ta người ta để người ta ra quyết định người ta mua hàng thôi. Đó, cho nên là khi mà chúng ta có được cái website nên là tại sao là thức lại lại đề xuất các anh chị là triển khai ở cái kênh là 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 website. Bởi vì là cái khi mà nếu như cái website của mình nó lên top thì tỷ lệ chuyển đổi nó rất là cao. Và và hiện tại khi mà người ta có nhu cầu, người ta lên uh, người ta lên lên Google, người ta tìm cũng rất là nhiều, cái khách hàng người ta lên Google, uh, người, người ta có nhu cầu, người ta lên Google, người ta sẽ tìm kiếm rất cao vì thói quen của người dùng là bây giờ là cái gì cũng hỏi anh Google, cái gì cũng hỏi chị Google mà đúng không ạ? đấy cho nên là là cái website của mình nó 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 phải lên được top. rồi còn lại thì ví dụ như là nghiên cứu à cái cách à, à cái cách mà để để làm sao để mà lên được top ấy thì thì các anh chị có thể là là có những cái cái khóa sau đi khóa sau hoặc là à, nếu các anh chị có thức mà có cái khóa chuyên sâu nào mà các anh chị à, đang mong muốn là đưa cái sản phẩm của mình lên top của google ấy thì các anh chị theo anh chị là theo thức là các anh chị hãy đăng ký ngay nếu mà thức có khóa đó thì để mà lên được top như này thì nó nó sẽ có những cái công thức để mà tối ưu nha các anh chị nhỉ? ví dụ tối ưu làm sao cái web của mình nó lên được top đó và cái có một vài cái gọi là có một vài cái cái key ấy, cái key ở đây để mà lên được top ấy cái key cái thứ nhất là chúng ta phải nghiên cứu từ khóa thì nghiên cứu từ khóa thì ở đây là chúng ta sẽ có cái công cụ là keyword tool.io đúng không ạ thì chúng ta sẽ nghiên cứu ở trên Google này, trên Google này này, đó, thì xem ở trên Google người ta đang tìm kiếm cái gì này, đó, người ta đang tìm kiếm ví dụ liên quan đến tủ bếp thì người ta đang tìm kiếm những cái từ khóa như thế nào, đó, ví dụ như là ở đây có một cái từ khóa là tủ bếp acrylic này, acrylic này, thực tế là thức cũng không biết acrylic nó là cái gì đâu, thì thông qua cái cái công cụ này thì thức sẽ biết là a à, người dùng ở ngoài kia người ta đang tìm kiếm cái từ khóa là agranic đó thì mình sẽ mình sẽ nghiên cứu xem là ở ngoài kia người ta đang đang tìm kiếm cái gì đấy đang đang tìm kiếm những cái chủ đề như thế nào và như vậy thì mình sẽ có được những cái bộ từ khóa đúng không ạ những cái bộ từ khóa để mà mình viết thế thì ở đây là là chúng ta sẽ viết bài nghiên cứu từ khóa và sau đó thì viết bài theo từ khóa viết bài theo theo từ khóa cho nên là nhiều người bảo bảo rằng là uh, bây giờ thì viết bài trên website thì không biết là mình viết cái gì đúng không ạ vậy thì bây giờ mình nhiệm vụ của mình là mình sẽ nghiên cứu ra những cái bộ từ khóa như này xem người ta đang tìm kiếm ví dụ như là tủ bếp acrylic này đấy tủ bếp an cường này đúng không ạ tủ bếp gỗ công nghiệp này và như vậy thì Mỗi một từ khóa như vậy thì mình viết một bài, đúng không anh chị? Mỗi một từ khóa một từ khóa viết một bài. Viết một bài. Đó. Còn cũng sẽ có những cái công thức để mà viết bài như thế nào để cho nó nó lên được top cho nó chuẩn SEO thì lại có cái cái thời gian hơn để chúng ta có thể thức có thể hướng dẫn còn uh, gợi ý cho có một số các anh chị là là uh, có một số điều mà chúng ta cần phải làm đó thì thì cho nên là nhiều người bảo là không biết là nội dung ở đâu ra nhiều mà mình viết có thể viết được bài vậy thì ở đây là chỉ cần mình tìm như này thôi chỉ cần mỗi một bài viết như thế này chúng ta uh, chỉ cần một mỗi một từ khóa thức đảm bảo với các anh chị nếu mà các anh chị làm một mỗi một bài viết À, mỗi một cái từ khóa này các anh chị làm một bài viết thì với một cái từ khóa là tủ bếp này các anh chị này với một cái từ khóa tủ bếp này thì đảm bảo các anh chị anh chị làm chỉ cần một thời gian thôi các anh chị sẽ đứng được top anh chị cứ làm nhiều cái từ khóa rất nhiều những cái bài viết liên quan đến tủ bếp thì chắc chắn cái từ khóa tủ bếp nó cũng sẽ lên được top đảm bảo các anh chị luôn đó cho nên là ở đây là mỗi một từ khóa viết một bài đó, cái key, cái key này các anh chị cần phải nắm. Mỗi một từ khóa viết một bài. Tiếp theo là chúng ta phải làm theo cái quy tắc là đúng, riêng với cái website là cái quy tắc nó rất là quan trọng là đúng, đủ đều. Đó, quy tắc đúng, đủ và đều nó rất là quan trọng. Còn nếu như các anh chị không làm đúng, đủ và đều ấy thì có thể thời gian này các anh chị lên được top nhưng mà các anh chị không làm đúng đủ và đều ấy, thì có thể là thời gian sau các anh chị sẽ bị tụt top. Nói cho nên là việc duy trì viết bài thường xuyên đấy, có lịch trình, có viết bài thường xuyên đó chính là một cái kỳ đất rất quan trọng để mà chúng ta có thể lên được top. Đó, cho nên là nhiều cái website thức uh, có rất nhiều người hỏi với cả nhờ thức tư vấn là cái xem xem hộ chị xem là cái website này làm sao nó không lên được top thành ra thức xem là cái website đấy từ khi từ cái ngày mà 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 làm cái website đấy chưa bao giờ viết được một cái bài viết khác vậy thì làm sao mà lên được top anh chị đúng ạ ạ? Nên là nhiều người làm cái website không chỉ để trưng bày thôi chỉ để làm cảnh cho nó đẹp thôi chỉ để khoe là công ty có cái website chứ chả để làm được cái gì cả cho nên là muốn lên được top muốn khách hàng người ta tìm kiếm đến mình nó thì thì mình phải viết bài đúng không ạ mình phải viết bài thôi chả có cách nào cả không có cách nào cả đó và như vậy nếu như những anh chị nào mà bảo là xác định làm một cái website mà chỉ làm mỗi một cái lúc mà thiết kế web xong hay xong để đấy mà mà có kết quả ấy thì thức khuyên là đừng không không nên làm tốn tốn tiền không nên làm website tốn tiền mà nếu mà anh chị không có cái 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 dành cái thời gian hay dành cái công sức để mà viết bài cho nó để mà xem cho nó thì thì tốt nhất là không nên làm nó sẽ tốn tốn tiền cho các anh chị thậm chí nó chỉ dành để để để, để làm cảnh thôi thì cũng chả để làm cái gì cả đó cho nên là ở đây là mình cái kỳ cuối cùng à, cái kỳ quan trọng nhất là mình phải viết bài làm đúng đúng ở đây là là đúng từ khóa đúng không ạ đúng từ khóa đúng cái kỹ thuật đủ đủ là ở đây là các anh chị phải là làm tối ưu tất cả những cái những những cái cái những cái thành phần mà mà Google nó nó bắt mình phải tối ưu đó ví dụ tối ưu tiêu đề tối ưu cái từ khóa tôi yêu thẻ tôi yêu rất nhiều thứ khác rất có thể là các anh chị ở trong này là các anh chị nhắc đến cái thứ đấy là các anh chị đang rất là mơ hồ hoặc là lần đầu tiên lần đầu tiên biết đến đúng không ạ nhưng mà đấy là là cái thứ mà chúng ta cần phải làm chúng ta cần phải biết và chúng ta cần phải làm thì cái website của mình nó lên mới lên được top tôi phải đều đấy viết bài đều viết bài thường xuyên nó không thể nào là là thiết kế một cái website xong là đợi đấy nó lên được top không 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 bao giờ nữa, các anh chị Đấy còn còn chưa kể là chúng ta cần phải phải có thể là là đi bách linh rồi đi tôi là chạy quảng cáo để mà nó nó tăng được cái traffic cho cái website của mình thì đó cũng chính là những cái cái tư duy rất là quan trọng để chúng ta làm được một cái một cái website mà lên được top tiếp theo là chúng ta à, ở đây là trong trong website thì chúng ta có cái phần là landing page đúng không anh chị landing page này đó vậy thì ở đây chúng ta sẽ chúng ta sẽ làm một cái landing page landing page là một một là một cái trang cuối là một cái trang đích trang đích để bán hàng chủ yếu là bán hàng nhé các anh chị cái landing page là chủ yếu để để chốt đơn hàng để khách hàng có thể gia tăng cái cái quyết định người ta mua hàng ở trên đó vậy thì cái vậy thì cái landing page nó sẽ như thế nào ạ thực lấy ví dụ như ở đây landing page nội thất đi nó sẽ như thế nào nhé các anh chị Đó nữa thì thức sẽ uh, sẽ hướng dẫn cho anh chị một cái công cụ, đây chính là một một cái công cụ để cho các anh chị có thể là là các anh chị không cần biết về lập trình, không cần biết về IT, không cần biết gì về về cái thiết kế web thì anh chị có thể là hoàn toàn có thể tự làm cho mình một cái landing page nhé. có thể tự làm cho mình landing page để các anh chị bán hàng đây thức sẽ lấy ví dụ cho anh chị xem là một, hình dung là một cái landing page nó sẽ như thế nào. Ví dụ như là đây là một cái landing page thì cái landing page này người ta sẽ bán bán cái sản phẩm là nội thất bi home đây này. Đó, một cái cái nội thất bi home. Đó thì người ta sẽ bán bán về 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 bàn ghế à, ở đây là đang là demo thôi. Đây thức sẽ xem là ở trên ở đây xem có cái xem đã có ai có cái landing page không ví dụ thức sẽ tìm ở đây một cái landing page này mạng nó đang hơi chậm Oh. Để thức sẽ tìm cho các anh chị một cái landing page để các anh chị hình dung được là cái 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 landing page nó sẽ là như thế nào. Landing page nội thất này. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái website nó nó cũng là một cái dạng của website được các anh chị. Nó cũng là, nó cũng là dạng một cái website nhưng mà ở đây là cái website nó chỉ là một trang thôi. Nó chỉ là một trang để bán sản phẩm thôi. Ví dụ như là Ví dụ như là bán ở đây sẽ nào. Đây bán đây là một cái landing page bán về à, nội thất này mạng nó hơi chậm Uhm, sau đây các anh chị nó mạng nó hơi chậm nên là mãi không vào cho nên là ở đây một số những cái sản phẩm của chị của chị Giang hoặc là của 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 điệp thì làm landing page cũng rất là hay này bởi vì landing page nó nó sẽ bán uh, những cái 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 một một cái sản phẩm nào đó thôi cho nên là là có thể khi mà mình chạy quảng cáo uh, mình chạy quảng cáo mà mình dùng landing page để mình chạy quảng cáo cũng rất là hay cái tỷ lệ chuyển đổi nó nó sẽ rất là cao Ồ làm sao nó mạng nó hơi chậm thế nhỉ không loát được nhỉ không thì ở đây là à, thức sẽ hướng dẫn cho các anh chị luôn là một cái để chúng ta làm một làm một cái landing page luôn thì thức sẽ lấy ví dụ luôn cho các anh chị thì cái thứ nhất là à, chúng ta để bắt đầu chúng ta làm là một landing page ở đây là chúng à, thức sẽ hướng dẫn cho các anh chị luôn là các anh chị để tạo ra một cái landing page nhé thì đầu tiên là các anh chị các anh chị cứ ghi xuống thì sau đấy các anh chị sẽ về làm này các anh chị sẽ vào một cái website là landing page ladipay.vn đó thì các anh chị sẽ vào đây sau khi vào đây thì sau khi vào đây à, lanladipay.com như sau đi ladipay.com sau khi vào đây thì à, thì các anh chị có thể đăng ký một cái tài khoản miễn phí đó và và khi khi mà an à, chấm, chấm vn sorry các anh chị chấm, chấm vn chấm .vn. Sau khi vào nadi.vn này thì nó sẽ có một cái mục là bắt đầu sử dụng miễn phí này. Và sau khi mà các anh chị ấn vào đây thì nó sẽ nó tạo ra một cái khung này. Và các anh chị sẽ là sẽ ấn vào tạo landing page này. Rồi, à sử dụng giao diện mẫu có sẵn này. Ví dụ các anh chị đang làm về nội thất này. Nội thất đấy các anh chị sẽ tìm một cái từ khóa là nội thất và như vậy thì nó sẽ ra cho chúng ta rất nhiều những cái mẫu landing page về nội thất ví dụ như là thức sẽ sử dụng cái mẫu này đi à, bán à, ví dụ như là bán à, 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 đây thiết kế căn hộ này dụ sử dụng này demo Đấy. Và nếu các anh chị sử dụng cái công cụ này thì các anh chị rất là dễ để mà tạo ra cho mình một cái landing page. Landing page nó cũng giống như là một cái website anh chị ạ. Mạng nó đang hơi kém cho nên là bây giờ là vào một số cái landing page nó không không không, không uh, lót được đây thì vào đây để xem là sang mạng nó hơi kém đấy nhỉ Bây giờ chúng ta ghi tư, tư duy đã này Khi mà chúng ta làm ra landing page Thì cái thứ nhất Cái thứ nhất là Mỗi một sản phẩm này Mỗi sản phẩm Chúng ta làm một landing page Một landing page Và sau đó, sau đó chúng ta sẽ chạy quảng cáo. Và sau đó thì chúng ta sẽ chạy quảng cáo. Chạy quảng cáo dẫn đến landing page đó. Đó thì cái tư duy ở đây, là, ở đây là thay thay bằng việc là chúng ta chạy quảng cáo dẫn đến một cái website thì hoặc hoặc là chúng ta đang chạy quảng cáo à, là chúng ta có một cái bài viết ở trên ở trên fanpage của mình đúng không ạ thường là bây giờ là chúng ta đang chạy quảng cáo ví dụ như là à, mình có một cái bài viết như thế này chẳng hạn ví dụ mình đang có một cái bài viết ở trên ở trên ở trên cái fanpage của mình Vậy thì đa số hiện tại đa số hiện tại là chúng ta à, chạy trên cái bài viết của của trên một cái một cái một cái fanpage thôi. Ví dụ ở đây là thức có một cái fanpage như này. Đúng không ạ? Và và mình chạy quảng cáo trên cái cái fanpage này. Trên một cái bài viết có thể là bài viết video hay là hay là hình ảnh ở trên một cái một cái fanpage nó như này. Ví dụ ở đây đây là một cái fanpage của thức đi. Đúng không ạ thì bình thường là chúng ta ví dụ như bình thường là chúng ta ví dụ như ở đây có một cái bài như thế này bình thường là chúng ta sẽ chạy quảng cáo bình thường là chúng ta sẽ chạy quảng cáo để để cái khách hàng đó người ta sẽ vào cái uh, cái cái bài viết này nhưng mà thay bằng việc là vào cái bài viết này thì chúng ta sẽ chạy quảng cáo dẫn đến một cái landing page như thế này đúng không ạ dẫn đến một cái landing page và sau đó thì À, chúng ta sẽ có những cái thông tin về về bán hàng, thông tin về về đặt hàng cái thứ ở trên này. Ô làm sao mãi nó không à, lót được nhỉ? Máy nó không lót được các anh chị xem. Đây rồi các anh chị. Ví dụ như là ở đây chúng ta có một cái landing page như thế này. Ví dụ như là ở đây là người ta đang đang bán cái 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 nội thất như này đi, bao gồm một cái bàn này, ghế sofa này. Tất nhiên là ở đây là người ta đang demo thôi. Đang demo này. Đó, bàn ghế sofa rồi những cái hình ảnh liên quan đến nội thất của văn phòng. Đó. Thì ví dụ như là ở đây là khi mà khi mà khách hàng người ta vào đây ý, khi mà chúng ta chạy quảng cáo chúng ta dẫn về cái landing page này thì theo thống kê thì tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ cao hơn rất nhiều là là khách hàng người ta đọc một cái bài quảng cáo nó như thế này đúng được, được không anh chị nó sẽ nó sẽ tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ rất là cao so với việc là người ta đọc một cái bài quảng cáo mà nó vô vị như thế này đúng không ạ vậy thì như vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta có thể thiết kế ra một cái landing page như thế này. Đúng không ạ? Thiết kế một cái landing page nó rất là rẻ thôi các anh chị ạ. Anh chị nhìn thấy nó lung linh nó đẹp như này thôi nhưng mà nếu mà để thiết kế bằng bằng cái nền tảng mà thức hướng dẫn thì rất rẻ. Rất rẻ, chi phí nó rất là ít. Ví dụ như là thiết kế một cái website như thông thường để mà thiết kế một cái website công ty nó cũng phải uh, best nhất nó phải phải là trên dưới chục triệu đúng không ạ mới được một cái website gọi là hoàn thiện nó nó ok nhưng mà để mà làm một cái landing page này thậm, thậm chí là nếu các anh chị mua một cái gói như ví dụ như là cái gói của landing page này nó chỉ có một hai triệu thì phải nhưng mà chúng ta có thể hoàn toàn thiết kế vô vàn vô hạn như cái website như thế này còn bây giờ này thức sẽ demo mua các anh chị cách cái thiết kế một cái cái website nó đơn giản như thế nào ví dụ như là ở đây đó. Tạo landing page này Đợi một chút này Thức sẽ một vài bước thôi Thức sẽ cho các anh chị là Tạo ra một cái landing page Nó rất là dễ dàng để các anh chị có thể Nhưng mà đối với cái sản phẩm nội thất nha, Nó rất là phù hợp với việc là landing page Làm landing page Đó và ví dụ như là bây giờ thế này này ở đây chúng ta có thể sửa này. À, ví dụ như là xem ngay này. Đúng không ạ? Xem ngay này. Ví dụ như ở đây là kiến trúc kinh bắc. Đó. Kiến trúc kinh bắc. Và như vậy thì ở đây nó chỉ việc kéo thả này. các anh chị. Ví dụ thay hình ảnh này chúng ta có thể thay hình ảnh khác này, đó, thay hình ảnh khác, đó, chúng ta có thể tải lên từ máy này, đó, ví dụ như ở đây mình mình có một cái những cái ảnh nào ở trên uh, máy thì chúng ta có thể tải lên này, đó, ví dụ như là mình tải một cái ảnh nào lên lên đây đi, ví dụ như tải một cái uh, tải ảnh này đi cái oh, này ảnh nó to quá ví dụ thức chọn ảnh này đi đó ok không anh chị và như vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta à, tạo này ví dụ chỗ này vẫn để nguyên cái bàn này thì thay cái ghế sofa này đúng không ạ thay cái giới thiệu này rồi chúng ta có thể là là thêm rất nhiều cái thứ khác ví dụ như là là thêm cái à, thêm mới này ứng dụng này chúng ta là có thể thêm video vào này đó đó thêm video vào đây này đó còn rất nhiều cái thứ khác có nghĩa là ở đây các anh chị hình dung này anh ở đây là các anh chị có thể thiết kế ra một cái website ở đây là một cái website nhé các anh chị này anh chị có thể hoàn toàn là ở đây lát nữa khi mà xuất bản ra anh chị có thể hoàn toàn đặt đặt là ví dụ như là kiến trúc nội thất com đúng không ạ hoặc là bây giờ anh chị đang bán anh chị đang tập trung cho một cái sản phẩm là ghế sofa này đi đúng không ạ anh chị đang muốn đẩy một cái cái, cái sản phẩm là à, ví dụ như trong thời gian này thì thì cái ghế sofa này đang bán rất là chạy đó và anh chị thiết kế một cái website riêng Chỉ có thông tin Về cái ghế sofa này thôi Đó Chỉ có thông tin về ghế sofa này thôi Và như vậy thì ví dụ như là các anh chị Giả sử như anh chị thiết kế xong Ở đây này có thể thay ảnh này Đó thay giá này đúng không ạ Đây thay ảnh này Rồi thay chữ này Rồi Thay rất nhiều thông tin khác Đúng không ạ và như vậy thì giả sử ở đây mình đã có một cái bước tất là, là nhanh để mình có thể thiết kế được một cái website và sau đó thì mình mình ở đây nó có một cái nút xuất bản này xuất bản đấy thì ở đây nó có một cái mục là tên miền riêng nếu như các anh chị mua tên miền này anh chị đã có tên miền rồi ví dụ như là tên miền ở đây ví dụ như là là nội thất kinh bắc.com hay là anh chị đặt cho là ghế sofa.com đó và anh chị có thể hoàn toàn gắn vào đây và khi mà anh chị gắn vào đây thì các anh chị lên web lên uh, lên google hay là uh, lên cái 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 công cụ tìm kiếm như thế này anh chị gõ là là một cái website là abc.com thì cũng ra cái của mình thì như vậy thì các anh chị rất là nhanh để các anh chị có thể tạo ra cho mình một cái website như thế này. Ồ oh, lại tạo luôn anh chị cảm thấy tuyệt vời không ạ? Anh chị cảm thấy như như là mình làm rất là 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 nhanh đúng không ạ? Anh chị có cần phải biết code nên khi anh chị cần phải biết thiết kế không ạ? Anh chị cảm thấy tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời anh chị comment đi ạ. Nhanh quá. Không, nếu mà các anh chị nếu mà các anh chị cứ truy cập vào cái cái trang web là là landing page đây này, đó landingpay vn đó landingpay vn anh chị vào còn tất nhiên là nếu mà các anh chị muốn muốn à, như vậy có sớm trùng website có sẵn không có sợ trùng thực tế là trùng thì cũng không sao cả bởi vì ở đây mình đang làm landingpay mọi người hình dung không ạ làm landing page thì mình mình chạy cái chiến dịch này xong thì mình có thể hoàn toàn mình bỏ cái cái landing page này đi được không ạ? Nó rất là rẻ thôi. Bây giờ là ở đây xem nào để xem là cái cái landing page này nó sẽ là bao bao nhiêu tiền một tháng? À, à, mua một cái gói của nó là bao tiền này? Có nghĩa là nó rất rất là rẻ để mà các anh chị xây một cái landing page xong các anh chị các anh chị làm cho mình một cái chiến dịch hoặc ngay kể cả anh chị là một một cái chiến dịch nhỏ cho các anh chị thôi đúng không ạ một cái chương trình khuyến mại anh chị có thể là làm làm cho mình một cái landing page mà đây các anh chị ơi 229.000 một tháng thôi các anh chị ạ 290 229.000 một tháng chứ còn nếu mà anh à, trong vòng 10 ở đây là 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 ở cái gói cao cấp hơn thì có 400 410.000 một tháng. Anh chị có thể vô hạn cái tên miền này, vô hạn tạo ra vô hạn cái 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 landing page như thế này. Vô hạn những cái những cái mẫu như thế này, có thể anh chị có thể là tìm rất nhiều những cái mẫu khác nhau. Ví dụ như là à, về về tủ bếp đi, xem có tủ bếp không nào. Đó. Không có này. Hay là bếp từ? Ồ, oh, không có luôn. Hay là à uh, sofa gì nào? Hoặc là bếp. Nội thất bếp đi. Có nghĩa là ở đây nếu mà mình dùng cái gói nội thất mất Ví dụ như mình ở đây mình dùng cái gói miễn phí này này. À, và mình mình có thể mình dùng cái gói là 229 000 một tháng thì các anh chị có thể vào đây các anh chị tạo vô hạn luôn các anh chị. Ví dụ như là này. Có rất nhiều mẫu như các anh chị, nếu như các anh chị có thời gian anh chị vào đây có rất nhiều mẫu tất nhiều mẫu có sẵn rồi các anh chị Chỉ việc là vào đấy thay ảnh Thay uh, Chữ thay thông tin vào đấy thôi Đúng không ạ Đây các anh chị có thấy đẹp không ạ Để mà các anh chị Nếu như các anh chị mà để mà Mà uh, Như nào nhỉ Các anh chị để mà thiết kế ra một cái này ấy. Mà như thông thường Các anh chị biết cốt thì các anh chị phải ngồi Làm rất là lâu Thậm chí nó không, không đẹp được như này đâu các anh chị ạ anh chị nhìn thấy bắt mắt đúng không ạ ví dụ như khách hàng người ta vào đây người ta nhìn thấy những cái hình ảnh nó bắt mắt người ta nhìn thấy đầy đủ những thông tin như thế này thì tỷ lệ chuyển đổi có cao không anh chị anh chị cảm thấy tuyệt vời không ạ tuyệt vời thì comment đi ạ không sợ trùng bởi vì tại sao bởi vì là trùng hay không là do chúng ta sáng tạo ạ đúng không ạ chúng ta có thể ở đây chúng ta có thể thay ảnh này hoàn toàn là thay được ảnh Hoàn toàn là thay được chữ Thay được rất nhiều Và chúng ta có thể tùy biến Bất cứ cái thứ gì mà chúng ta có thể làm được Và như vậy tại sao lại thức Lại 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 khuyên các anh chị Hoặc là tại sao lại thức Lại đề xuất các anh chị làm Làm landing page Bởi vì cái nội thất ấy, Cái nội thất nó rất là dễ Rất là dễ làm Ở cái ngành nội thất này Đúng không ạ và khi mà à, khi mà các anh chị làm nội thất thì landing page nó tỷ lệ chuyển đổi nó rất là cao tỷ lệ chuyển đổi cao đó cái tỷ lệ chuyển đổi cao bởi vì đối với cái ngành nội thất này cái tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ à, cái khi mà các anh chị làm làm về cái landing page thì cái cái tỷ lệ chuyển đổi nó 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 cao các anh chị nó cao đó. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái người dùng người ta được quan sát trực tiếp. Đấy và nó rất là là đẹp. Nó không giống như là một cái bài viết Facebook. Tất nhiên là là mỗi một cái cái thứ thì nó cũng sẽ có một cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Nhưng mà ví dụ như là khi mà chúng ta làm à làm một cái cái landing page như thế này để chúng ta có thể là 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 là, là bán bán những cái sản phẩm cụ thể ví dụ như là bán một cái bộ bàn ghế sofa thì cũng có thể là là tạo cho mình một cái landing page riêng như thế này đúng không ạ và ở đây thì cái landing page này nó còn có những cái chức năng như là như đặt hàng này ví dụ như ở đây là là thiếu thôi chứ còn nếu mình có thể là hoàn toàn à, thêm vào đây những cái tính năng là chat đặt hàng hoặc là hoặc là 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 những cái form để mà chúng ta lấy lấy cái số điện thoại lấy email đúng không ạ và như vậy thì chúng ta sẽ thu được data Chúng ta sẽ thu được lead Đó Và như vậy thì Các anh chị Thấy cái việc là chúng ta sử dụng landing page có ok không ạ Đó Cho nên là ví dụ như là Ở đây chúng ta sử dụng landing page này Chúng ta có thể là chạy quảng cáo Chúng ta có thể vừa chạy quảng cáo được Google này Chạy quảng cáo Google chúng ta cũng có thể có chạy quảng cáo được các anh chị nhé Chạy quảng cáo Google hay là chạy quảng cáo quảng cáo Facebook đó kể cả chúng ta chạy quảng cáo Google hay chạy quảng cáo Facebook thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái landing page này để chúng ta chạy quảng cáo được đó và cái tư duy ở đây ở đây là là chúng ta mỗi một sản phẩm hoặc là một chiến dịch chúng ta có thể là tạo cho mình một cái landing page đó và sau đó chúng ta chạy quảng cáo hoặc là làm những cái chiến dịch truyền thông trên cái landing page đó bởi vì thực tế là là nếu như chúng ta mua một cái cái tài khoản là landing page này có 229.000 một tháng trong một tháng đấy thì các anh chị tạo nó rất nhiều cái landing page khác nhau được mà đúng không anh chị rất là rẻ đó nên, cho nên là các anh chị có thể là tham khảo cái 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 website là, là một cái nền tảng là landing vn này đó còn nếu, nếu các anh chị muốn mua cái 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 tài khoản này thì có thể là thông qua thức thì thức cũng có uh, thức cũng kết nối được ở bên đó thì uh, có thể là các anh chị mua được cái cái uh, chi phí nó 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 rẻ hơn. Ví dụ như các anh chị uh, thức đang có một cái gói là nếu mà anh chị mua 6 tháng ấy à uh, mua một năm thì các anh chị được được tặng thêm 6 tháng nữa. Thức đang có một cái gói là như vậy. Ví dụ mua 229.000 mua gói là một năm thì được tặng thêm 6 tháng. Thì các anh chị có thể là 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 À, các anh chị muốn mua cái cái nền tảng này thì hoặc là cái công cụ này thì các anh chị cũng có thể kết nối với thức hệ thức đặt thộ cho các anh chị để giá nó sẽ rẻ hơn bởi vì thức là cái bên 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 thiết kế web thì thì được ưu đãi hơn đó rồi thế thì các anh chị uh, sử dụng cái công cụ là landingpay vn các anh chị nhé đó landingpay vn để để các anh chị có thể tự tạo cho mình Đấy, cho nên là ở đây là không cần không cần phải biết là là lập trình cũng chẳng phải cần phải biết là là code như thế nào. để này các anh chị có thể hoàn toàn à, ứng dụng được các anh chị để làm 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 tốt cái 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 landing page của mình. Ở đây là lúc nãy có cái câu hỏi là landing page có làm sale được không? Đúng không ạ? Lúc nãy ai gọi hỏi nhỉ? À sale như web được luôn à, thực tế ra là nếu mà sell thì uh, chúng ta sẽ có những cái những uh, những cái dạng uh, những cái dạng mà dạng nào để chúng ta có thể sell được ví dụ như là uh, ở đây ví dụ như cái mẫu nó nó tùy mẫu nha các nó tùy mẫu nha ví dụ như cái mẫu mà uh, mà nó tối ưu cho việc sell ấy. ví dụ laning pay như bình thường uh, thức vừa mới làm đó thì nó chỉ là nó nó phù hợp với việc là à, chúng ta chạy quảng cáo và chúng ta bán sản phẩm chứ còn nếu mà làm sao ấy làm sao thì thì chúng ta sẽ sẽ có những cái dạng à, tất nhiên là cái landing page nó không tối ưu sao à, bằng cái việc là thuê một cái cái đơn vị người ta à, đã có à, đã có kỹ thuật người ta làm làm tốt rồi người ta viết bằng tay có nghĩa là cái cái giao diện này giao diện này thì hiện tại mình đang làm như này là mau giao diện có sẵn nó có form, form sẵn cho nên là cái 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 việc là làm sao nó sẽ không tốt bằng việc là viết bằng tay. Đó thì ví dụ như là nếu như các anh chị làm sao các anh chị làm một cái website chính để các anh chị làm sao thì thức khuyên là các anh chị là nên thuê những cái đơn vị mà người ta làm chuyên nghiệp thì nó sẽ tốt hơn. Đó. Còn lại ví dụ như là các anh chị muốn thiết kế các anh chị muốn bán những cái sản phẩm riêng lẻ, ví dụ như là các anh chị muốn bán tủ bếp này hay có một cái chương trình là ví dụ như là bạn bạn điệp đang có một cái gói thiết kế một cái chung cư nó rất là hợp lý thì thì bạn điệp có thể là tạo cho mình một cái landing page riêng như này để để điệp có thể chạy quảng cáo đó ví dụ như là một số những cái một số cái website bán hàng như thế này đó một một số cái mẫu là bán hàng đó, siêu thị có vẻ là là cái landing page nó sẽ không tối ưu cho cái việc là à, đồ gia dụng xem là có đấy ở đây chúng ta có thể là có rất nhiều những cái mẫu khác nhau đấy các anh chị rất nhiều những cái mẫu khác nhau này đó bao gồm là đồ gia dụng nội thất nhà bếp này đó ví dụ như là đồ gia dụng nội thất nhà bếp này, ví dụ như là một cái website này đi. Tất nhiên là là để mà mà những cái website mà để mà bán hàng mà 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 như là một cái website chúng ta vẫn hay sử dụng ấy, thì chúng ta cũng không nên làm bằng cái cái nền tảng này, bởi vì nền tảng này nó nó chỉ phục vụ cho việc là à, chúng ta làm một cái cái trang đích như này để chúng ta bán được hàng thôi, chúng ta bán hàng còn việc làm sale thì nó sẽ hơi khó, nó sẽ khó hơn là cái việc là là chúng ta làm cái website như bình thường kia, đúng không ạ? vậy thì tư duy là ở đây là chúng ta làm landing page để bán hàng, đúng không ạ? để chạy quảng cáo, để ví dụ như là là hoặc là ví dụ như là anh chị nếu mà anh chị đang làm trên shopee, lazada ấy, thì người ta sẽ có một cái đường link dẫn về landing page để để tăng cái tỷ lệ chuyển đổi hay là trên facebook của anh chị cũng vậy, hay trên một cái website một cái website chính của anh chị anh chị có thể dẫn sang một như cái landing page để các anh chị có thể làm riêng biệt những cái sản phẩm riêng như thế này đó được không ạ vậy thì ở đây các anh chị ở đây là 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 cái landing page thì là các anh chị ok chưa anh chị hình dung chưa anh chị hiểu rồi thì anh chị comment ạ đấy ví dụ như ở đây bạn Hoài bạn bạn Hoài có thể là là có thể hoàn toàn ứng dụng cái này vào để Hoài Hoài có thể là, là à, à, thiết kế một cái landing page cho 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 một sản phẩm nào đó của công ty rồi rất là tuyệt vời Rồi ok vậy thì chúng ta đã 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 đi qua hai kênh đúng không ạ? Thứ nhất là 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 quảng cáo Facebook này. Có nghĩa là chúng ta đã đi qua là là Facebook marketing này. Sau đó là Landing Page này, đúng không ạ? Landing Page thì các anh chị nhớ là vào cái landingpage.vn đó. Đó thì các anh chị có thể là là hoàn toàn có thể tự mình thiết kế cho mình một cái một cái landing page. Đó, rất là dễ làm, đúng không ạ? Còn ví dụ như kỹ thuật mà để chạy quảng cáo Google này Chạy quảng cáo Facebook Đó, nếu mà các anh chị nào Mà quan tâm về cái này Thì uh, Thức cũng sẽ có những cái khoa học chuyên sâu Thì uh, các anh chị nào quan tâm Thì uh, có thể liên lạc với Thức Thức sẽ có những cái khoa học chuyên sâu Để hướng dẫn cho các anh chị là Tự chạy quảng cáo Facebook nó như thế nào Và tự chạy uh, Tự chạy uh, quảng cáo Google nó như thế nào Các anh chị có thể hoàn toàn Các anh chị tự tự mình chạy cho mình cái cái quảng cáo được mà không cần phải thuê một cái đơn vị nào bên ngoài để các anh chị có thể chủ động các anh chị làm được. rồi, ok vậy thì à, có lẽ thì à, à, tạm thời cái à, à, chị quan tâm chạy quảng cáo youtube ok thế thì à, chị à, giang à, liên lạc với em nhé à, em cũng sắp có một cái cái lớp mà chuyên dạy chuyên sâu về chạy quảng cáo google và youtube luôn đó em sẽ nếu mà chị giang quan tâm thì liên lạc với em rồi ngày mai này ngày mai rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sẽ có một số những kiến thức cho ngày mai này ngày mai này ngày mai học cái gì này ngày mai thì chúng ta sẽ đi sâu về youtube tất nhiên là ở trong này thì có có một vài các anh chị học thức là về youtube ở trong một số số khóa trước rồi ví dụ như ở đây có bạn Hoài cũng học thức một số cái cái khóa trước nhưng mà khóa trước nó không chuyên sâu về về dành cho nội thất nhé đấy à, hoặc là một vài các anh chị cũng đã học một khóa một số khóa youtube trước nhưng mà khóa này thì thức sẽ hướng dẫn anh chị là chuyên sâu về làm youtube cho cái ngành đồ gỗ và nội thất Đấy thì ngày mai chúng ta sẽ sẽ học với YouTube. Đó. Vậy thì YouTube thì demo sơ cho các anh chị là ví dụ như là à, hiện tại thì Thức đang có một cái một cái website đó chính là một à, à, một cái cái kênh đó chính là về tranh gỗ. Thì ví dụ như là search những cái từ khóa về tranh gỗ thì đa số là hiện tại là là à, ví dụ như cái 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 video này đi, video này thì Thức đang đứng đầu. Mà hiện tại thì thức cũng đang có rất nhiều người đặt hàng Ví dụ như là ở đây thức sẽ xem, xem cho các anh chị là 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 cái số lượng mà đặt hàng nó như nào đây ví dụ như là đây đây là cái chị mà mà đơn vị mà thức đang đang kết hợp để cùng 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 làm đó chị sản xuất còn mình bán thế thấy, thấy không ạ rất nhiều người hỏi này các anh chị này tất nhiều người hỏi luôn kéo kéo mãi không hết được anh chị đó cứ uh, ai đặt hàng là thức uh, đẩy cho uh, uh, chốt và và bên bên kia giao hàng thế thôi đúng không anh chị đó và như vậy thì thì cái kênh youtube là một cái kênh thứ nhất là các anh chị có 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 tưởng tượng rằng là là khi mà chúng ta đã up lên một cái cái video ở đây thì nó mãi nó ở đây thôi các anh chị ạ. Nó không nó mãi nó ở đây mà nó không mất đi đâu. Mà thậm chí nó càng ngày cái lượt cái lượt xem nó càng tăng càng tăng càng tăng. Và đó chính là những cái uh, những cái uh, cái kênh YouTube. ví dụ như riêng về mặt đồ gỗ nhé đồ gỗ mà nhất là cái đồ gỗ nhiều tiền ấy, ở đây có một vài vài các anh chị đang làm một cái một trong những cái đồ gỗ rất là nhiều tiền ấy, đặc biệt những cái sản phẩm nhiều tiền thì anh chị nên làm. Đó. Thì ngày mai thì thức sẽ hướng dẫn cho các anh chị là cái cách để chúng ta xây dựng được một cái kênh YouTube bán đồ gỗ, bán nội thất là được nó lên top như thế này và nhiều người đặt hàng, nhiều người mua hàng. Và đó chính là cũng là cái một cái thế mạnh. Đó cái thế mạnh À, cho nên là tại sao lúc đầu giờ thức chia sẻ với anh chị là là thức lại chọn một cái chủ đề là là dành riêng cho các anh chị về ngành đồ gỗ bởi vì thức đã có kinh nghiệm rồi và ngày mai thì có thể là thức sẽ mời một vài người à, một vài cái cây study một vài người à, cũng đang à, đang làm về cái sản phẩm về nội thất rất là thành công đang làm rất là rất là tốt à, những người mà mà làm thực tế luôn được được không anh chị những người làm thực tế luôn đúng không ạ không không nói lý thuyết nữa mà những người đã làm được là đã, đã làm thực tế và à, đang làm rất tốt ở trên kênh YouTube mà đang làm về đồ gỗ luôn không phải là sản phẩm khác như các anh chị đấy thì ngày mai ngày mai thì thức sẽ gửi cho à, cho cho à, ngày mai thì thức sẽ có thể là kết nối để à, à, mời những cái người này có thể lên để chia sẻ với các anh chị sau cho chị ngày học trực tiếp nhé OK Uh, sau dịch thì cũng sẽ có những cái cũng uh, những uh, những cái khoa học trực tiếp đấy. rồi rồi ok vậy thì uh, ngày mai thì các anh chị nhớ là các anh chị sẽ vào uh, đúng giờ nhé các anh chị nhé ngày mai thì rất nhiều kiến thức quan trọng và thức chỉ dành cho những ai cam kết làm những ai cam kết học hỏi đấy cho nên là ngày mai À, rất tuyệt vời vẫn đang còn à, 10 các anh chị. Các à, các anh chị 10 các anh chị đang đang xem cái à, đang cùng với thức học hỏi này, đang đang à, thì là 10 anh chị đang là những người rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì ngày mai thức sẽ có phần quà rất đặc biệt. Đúng không ạ? Những cái chia sẻ rất là sâu hơn cho các anh chị. Cho canh 10 các anh chị này vào vào ngày mai. Đó. Bởi vì chúng ta là những người cam kết Ban đầu chúng ta đang có 17 người đó Nhưng mà bây giờ là chúng ta còn có 10 người thôi Thì 10 người này các anh chị đang là những cái người rất là tuyệt vời Chúng ta đang là cam kết Cam kết làm Ở đây thức có một trước khi kết thúc ấy Trước khi kết thúc thì bình thường là thức những cái khóa học trước ấy, Thức có một cái tư duy Đó nhưng mà hôm nay thì lại dành cho các anh chị về sau này anh chị muốn thành công hay không anh chị muốn làm youtube muốn muốn làm website muốn uh, chạy quảng cáo ok được thì nó phải nó một cái 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 tư duy là như này Các anh chị phải hoàn tất mọi việc ngay cả ở trong tâm trí của mình Được không ạ ví dụ như ở đây chị giang thành công bởi vì chị giang dám cam kết bởi vì chị giang ngồi học từ đầu đến cuối đến bây giờ Chứ còn những anh chị đã thoát ra trước đây thì chắc chắn là bởi vì tại sao ạ? Cách chúng ta làm mọi việc à, cách chúng ta làm một việc thì cách chúng ta làm mọi việc. Các anh chị không gọi có nghĩa là các anh chị không 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 hoàn tất những cái việc mà chúng ta đang khởi đầu ấy thì chả có công việc gì nó hoàn thành được các anh chị. cho nên là rất là rất là tuyệt vời các anh chị đang còn ngồi đây, các anh chị đã dám đó các, các anh chị đã dám khởi đầu nó và kết thúc đến cuối cùng ngồi đến cuối cùng là những người ngồi đến cuối cùng cho nên là ngay kể cả khi mà chúng ta đã khi mà chúng ta đã bắt đầu một công việc gì đó thì chúng ta đã phải đi mai xét ngay ở trong đầu là mình đã phải hoàn thành nó rồi hoàn thành nó còn không thì thôi không thì không xuất phát từ điểm a không chọn điểm b này nữa đó cho nên là rất tuyệt vời nên là rất hy vọng ngày mai ngày ngày mai chúng ta vẫn đi với nhau đến 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 hết buổi và những cái kiến thức tuyệt vời thì thức cũng sẽ dành cho những người mà dám cam kết thôi các anh chị dám cam kết dám hành động và dám làm dám hoàn thiện dám làm dám dám làm đến đến cùng đó và nó cũng chính là những cái uh, 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 những những cái thông điệp mà mà cuối cùng trong ngày hôm nay Bây giờ đã là 10 giờ 42 rồi, thức cũng sẽ có lẽ thì thức sẽ kết thúc uh, sớm hơn dự định bởi vì uh, thức còn chưa ăn cơm với các anh chị ạ. À? <laughs> không biết là các anh chị còn ai chưa ăn cơm nhưng mà cũng chưa ăn cơm nên là là uh, có lẽ là là cũng sẽ kết thúc sớm. Còn không thì nếu mà các anh chị muốn giao lưu nữa. Còn này uh, các anh chị thử hình dung xem là thức có rất nhiều những cái khóa ở đây, thức uh, trước khi kết thúc để thức lại một vài những cái những cái hình ảnh mà mà có thể nói là tại sao mình phải có tinh thần như vậy muốn muốn thành công muốn làm được một gì đó mình phải kiên trì và vượt qua tất cả những cái rào cản ví dụ như ở đây là covid đúng không ạ covid thì ở đây đang là những cái rào cản những cái rào cản những cái thách thức của cho, cho chúng ta vậy thì ở đây là chúng ta phải làm gì ạ vượt qua nó thôi vượt qua nó bằng việc là chúng ta học chúng ta học thêm những cái kiến thức mới trang bị thêm những cái uh, những cái công cụ mới để chúng ta có thể là hoàn toàn vượt qua được cái những 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 cái cái những cái thách thức mà chúng ta đang gặp phải ví dụ như là thức có những cái khóa học mà có thể nói là học từ sáng từ 5 giờ sáng như các anh chị ạ. từ 5 giờ sáng hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau không ngủ phải học như vậy nhưng anh chị ạ hay là phải đi các anh chị đã từng bao giờ là phải phải ngập mặt trong cái bùn như thế này chưa đó hay phải leo núi hay hay là phải nắm những cái cục đá các anh chị ạ cái cục đá lạnh ấy, nó rất là to phải nắm nó đến khi nào nó tan chảy đúng ạ và đó là cái thể khi mà mà mình rèn luyện cái sự quyết tâm của mình Ngoài ra thì thức còn một số những cái những cái hành trình mà có lẽ là là à, các anh chị trong đây nó cũng nếu mà mà các anh chị không biết nhiều về thức các anh chị cũng không thể tưởng tượng nổi. là thức cũng có những cái chuyến mà đi bộ xuyên Việt. Đó đi bộ từ Bắc vào Nam 2000 km. Đó. Và như vậy thì tại sao cái mua thức muốn nhắn rủ với các anh chị không phải là 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 mình 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 muốn khoe khoang hay là cái gì cả. Nhưng mà nhưng mà có một cái tư duy là à, chúng ta làm một cái điều gì đó là thứ nhất là powerful ạ à, đúng không ạ năng lượng đỉnh cao lúc nào cũng phải năng lượng kể cả ngay bây giờ bụng thức cũng đang rất là đói đấy các anh chị ạ à. bụng đang rất là đói nhưng mà cũng phải là ngồi một mình ở trong cái phòng này nói hoang hoang với các anh chị này luôn luôn phải đỉnh cao luôn 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 phải giữ được cái năng lượng nên là cuối buổi dù cuối buổi đi chăng nữa thì, thì dù bất kỳ một cái thời gian nào nếu chúng ta vẫn còn cái điều kiện để chúng ta học đúng không ạ và ở đây là học phải đi với hành nữa ở nên là rất nhiều những cái anh chị ở ở khóa cũ không có được kết quả bởi vì không hành động đúng không ạ học nhưng mà lại không hành thì chắc chắn là làm sao nó có được kết quả nhưng mà muốn muốn hành được thì phải học đúng không anh chị hai cái này nó phải đi song hành với nhau học nó phải hành mà muốn hành được thì là phải học chắc chắn rồi ạ đó thì đó là một số những cái uh, những cái những cái cái uh, chia sẻ đối với các anh chị đang còn ngồi đến cuối cùng cùng với nhau đúng không ạ và uh, uh, chúng ta sẽ có một buổi nữa vào ngày mai đó và ngày mai thì cái lịch trình thì chúng ta cũng sẽ uh, chúng ta cũng sẽ học vào lúc 7 giờ 7 giờ 45 thì Zoom cũng sẽ được mở và 8 giờ thì chúng ta đi vào cái chương trình học chương trình học chính thức và ngày mai thì có rất nhiều kiến thức quan trọng nhưng anh chị nha anh chị đừng bỏ lỡ thực sự luôn đấy ngày mai thì thức sẽ chia sẻ với anh chị là những cái kinh nghiệm mà thức cũng đã đã làm được và rất nhiều những cái bí kíp mà mà thông qua những cái công những cái cái thức mà làm được như vậy thì thức cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị đó rồi còn ngày hôm nay thì cũng đa số là là về 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 cái tổng quan là chính để các anh chị hình dung thôi còn trong một hai ngày để các anh chị mà thức hướng dẫn các anh chị nó những cái kiến thức mà nó nó rất là bao quát như thế này để mà chi tiết thì nó không thể nào uh, hết được đó cho nên là là ngày mai thì thức sẽ đi chuyên sâu hơn về YouTube đấy mà nhất là YouTube về dành cho việc là là làm về đồ gỗ và nội thất được không anh chị? rồi các anh chị có cái câu hỏi gì hoặc là cái cái muốn nhắn nhủ gì không thì chúng ta sẽ kết thúc trong một vài phút nữa rồi các anh chị mở mic đi các anh chị có chia sẻ gì không ạ? chia sẻ gì không <laughs> rồi chưa đói bây giờ nói bây giờ là nói quên luôn đói à rồi cảm ơn chị giang <laughs> quân quân này là là cũng cũng học ở khóa trước rồi này nhưng mà quân quân bây giờ còn làm về đồ gỗ không hình như chị giang đang nói chị đang bật mic nha chị giang ơi à, chị giang vẫn đang tắt mic <laughs> <laughs> không ví dụ như ai 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 mà vào khóa chuyên sâu của em ấy thì là cái cái thứ nhất là cái cái khoản phí nó không 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 thành là một một vấn đề bởi vì là khoản phí để cho để 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 mà cam kết ví dụ như là ngày hôm nay nếu như à, em tin chắc rằng là ngày hôm nay nếu mà có phí thì chắc chắn là không ai sẽ rời bỏ trước đâu đúng không anh chị? đấy, nên là cũng sẽ không nhưng mà nếu nhưng mà nếu như cái à, à, nhưng những cái mà chuyên sâu hơn thì, thì chắc chắn là thì thì lại phải, phải ở trong cái lớp có phí bởi vì tại sao bởi vì là nó sẽ rất là dài nó sẽ rất là chi tiết và nó nó không không thể nào trong một một hai buổi mà nó xong được ví dụ như là chạy quảng cáo thì bây giờ lập tài khoản như thế nào này hay là là bây giờ là là cái content mình sẽ viết như thế nào hay là mình tối như thế nào thì nó sẽ mất rất là nhiều, nhiều thời gian đó thì thì nó thì bắt buộc là mình phải có trong những cái lớp chuyên sâu vâng 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 đúng rồi vâng đúng rồi vâng thì thì thế thế mới đang bảo lại thì thế thế mới đang bảo là ví dụ như những cái kênh này nó giống như kiểu như là những những cái nhân viên mà làm việc không không đòi hỏi lương không phải là đòi mệt nhọc rồi là không uh, kêu than gì cả bởi vì là là công nghệ mà công nghệ nên nên là ví dụ mà tiếp cận đến đến với khách hàng hay là hoặc là để để mà giao tiếp với khách hàng nó sẽ rất là dễ tiếp cận được rất nhiều người nó không giống như là ví dụ như là để mà một nhân viên kinh doanh để mà đi mà tiếp cận được với rất nhiều người như vậy thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian hoặc là công sức hoặc thậm chí là mình không thể làm nổi đấy cho nên là vâng <laughs> vâng Vâng. Đúng rồi. Vâng. Tin. Thì... <laughs> 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 Rồi ok xin cảm ơn uh, chị Giang. Thế thì ngày mai mình uh, sẽ hẹn gặp nhau tiếp nhé. Vâng. Vâng ạ. Rồi, xin chào uh, tất cả mọi người. Rồi ok, xin chào. Rồi. Em tắt nha tắt nha